Vâng, xin chào bạn Phương Đình, xin chào bạn Mai Văn Hiệp, xin chào bạn Hoàng My 91, xin chào bạn Phát Công Tú, xin chào tất cả anh em nhé. À, đợt này mình bị đau chân không thua. Mình bị cái nhọt ở chân nó bị nhiễm trùng. Không đi được. Khổ thế chứ. Thích đi lắm thì thích đánh lắm đấy chứ. Vâng, xin chào bạn Sài Gòn 552. À, hôm nay bán nhiều bằng, hôm nào chả bán nhiều bằng. Được. Vâng, xin chào bạn Quang Trường nhá. Vâng, xin chào bạn anh Thanh Điên nhá. Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ. Vâng, chiến anh em nhá. Chúng ta còn khoảng 3 buổi nữa là hết cái vòng này, thì tôi sẽ tập cho các bạn cái chuyên đề đi tiên đánh pháo đầu mã đội song hoành xa và đi hậu Phật cung mã chính quy anh em nhá. Vâng, xin chào bạn Đan Đỗ. Chúng tôi đánh cực kỳ khoa học. Đúng không? Vâng, bắt chim anh em. Vâng, xin chào bạn Vô Thường nhá. Chiến đấu anh em nhá. Đi sau là chúng ta vẫn đỡ bình phong ba nước đậu xà anh em nhá. Ôi dồi ôi, sướng quá. Ôi dồi ôi, sướng quá anh em. Ôi dồi ôi, sướng quá. Ôi dồi ôi, sướng quá. Đấy các bạn để ý là chúng ta ép bình 7 trước nhá. Đấy là khi người ta qua này thì chúng ta bình phong mã nước đổ xả. Đấy các bạn thấy không? Nhiều bạn chưa hiểu được ngọn ngành gì nhá. Đấy. Cứ thế này mà đá thôi. Xuống tê người luôn anh em ạ, xuống tê người luôn anh em. Xuống tê người luôn anh em, xuống quá đấy. Chỉnh tề hình cờ tốt sướng không? Lao nữa này lên mà đá cho nó máu anh em nhá. Được không anh em? Tả mã bàn hà thì quánh cho hăng anh em nhá. Tả mã bàn hà thôi. Cây cối chúng tôi đẹp vô cùng tổ quốc thôi anh em ạ, hai cánh mã thoáng. Đấy cây cối thoáng như thế này mà nhiều bạn bảo em đánh không quen, chả hiểu sao. Đấy hai cánh mã người ta yếu này anh em này. Hai cánh mã người ta yếu đấy anh em. Đấy là mình có thể mình thúc con tốt bắt xe được chưa? Hay là mình lên con sĩ. Thúc tốt bắt xe cái thì họ vào bắt à? Vào bắt. Hay thôi mình lên con sĩ đã. Thúc thằng ngăn thì mình sợ cái gì đúng không anh em, đúng không? Lên con sĩ được. Vâng, xin chào bạn Trọng Khanh nhá. Vâng, xin chào anh Nguyễn Đình Châu nhá. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nhá. Super. Chúng tôi đánh cực kỳ khoa học anh em. Đấy các bạn không? Hai cánh mã thoáng, chỉnh thể hình cờ tốt, cây cối ra rất thoáng anh em ạ. Đấy, đến đây nó có một cái chiêu nó gọi là đổi cây để tranh tiên anh em. Đấy bây giờ mình kê con pháo vào đây mình đổi con xe đi. Để làm sao để mình thoát cái sự kiềm chế của xe pháo này anh em này. Đấy vào đây người ta ăn đây thì mình ăn đây thôi. Được không anh em? Có ok không? Ăn đây thì họ họ ra đây về giật về bắt thì mình chạy ra đấy. Đúng không? Anh này một cười quá. Vâng, xin chào bạn Mr. DT nhá. Vâng, cảm ơn bạn đã hỏi thăm chân mình đỡ rất nhiều rồi. Sắp sửa chạy như ngựa rồi. Sắp sửa chạy như một con ngựa luôn. Đấy các bạn thấy không? Đổi cây xong là mình thoát cái sự kiềm chế thì mình hơn người ta ở cái chỉnh thể hình cờ tốt này. Hai cánh mã thoáng này, xe này chuẩn bị xe 1-4 ra nhanh này, mà trong đó hai cánh mã người ta xấu cho anh em. Đấy, hai cánh mã người ta cực xấu luôn anh em. Đấy, cái này là cờ mình phản tiền anh em, phản tiền cây cối người ta trông như một đống rác anh em. Bây giờ mình chạy ra đây hoặc về về thì người ta vào bắt đúng không? Về người ta vào bắt thì không hay lắm nên mình chạy ra đây hợp lý hơn.
cái mã mình cứ sút xuống đây thôi, đúng không anh em? Quá đẹp trai. Vâng, xin chào Đoàn Long nhá. Cây cối chúng tôi đúng gọi là thiên địa dùng lăn đùng ra chết. Sướng quá anh em. Đấy đúng không? Chúng ta cờ chúng ta chắc chắn là chúng ta đánh chúng ta yên tâm. Họ có không công được vào đâu cả anh em. Thế mới sướng. Đúng không? Cờ chúng ta nó chắc chắn, nó đánh yên tâm, cực yên tâm. Về đi, chúng tôi giật về. Giật về hàng tốt nhỉ, đúng không? À họ họ chuẩn bị đẩy con này lên. Họ chuẩn bị đẩy con này, đẩy con này. Đẩy con này thì mình nhảy ngựa lên thôi đúng không? Đâu làm gì được, đẩy con này mình lao ngựa lên bắt được. Đúng không? Mình giật về đây họ đẩy con này mình lao ngựa bắt. Đẩy con này lên. Đấy, mình lao bắt phá rồi. Lao bắt phá họ thụt một thì họ ấn một anh em nhỉ, lao bắt pháo hay là lao ngựa lên ăn tam tượng lên ăn nữa là vụt con này mất nhỉ? Lao bắt pháo trước luôn, ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông và trên lưng cao ngoan như vệt roi vẫn in hằn này hát hay quá nhỉ. À, sau chuyên đề này nó sẽ là chuyên đề đi tiên pháo đầu mã đội sông Hoàng Sa và đi hậu phản cung mã chính quy bạn Hoàng Long nhá. Vâng, xin cảm ơn bạn Trọng Thanh nhiều. Đấy, bây giờ mình xử lý cái chỗ này thôi đúng không? Đấy, xử lý cái chỗ này thôi, bây giờ mình lao ngựa lên đây đi đúng không? Họ ăn tốt sang thì mình ngựa tự ăn lên thôi, đơn giản đúng không? Đơn giản anh em. À, họ chạy ra đây à, chạy ra đây. Họ cứ được chạy ra đây hơi nguy hiểm nhỉ. Mình đi nước này hơi vội đúng không? Chạy ra đây thì mình ăn tốt sàng bỏ pháo đi. Đúng không? Ngoài bỏ mã đi, ngoài cây cối mình đẹp như rồng mình không sợ. Anh em, không sợ nhỉ. À, ngựa đã đôi chân à? Vâng, đỡ nhiều rồi bạn Phát Công Thú ạ. Đỡ nhiều rồi, giờ mình về con tượng nó là đẹp vô cùng tổ quốc tôi rồi đúng không? Tượng 7 thoái 5 xong xe 9 bình 7 cái là cực đẹp luôn, chúng ta có một hệ thống khai cuộc cực đẹp anh em. Đấy đúng không, hai con mã xấu anh em. Đấy các bạn thấy không, đấy các bạn cứ đánh bất kỳ hình đồ gì mà hai mã mình xấu nó luôn luôn cờ lép anh em. Cái hình đồ gì mà hai cánh mã của mình mà bị luôn luôn mà không được thoáng ấy, thì nó luôn luôn là cái hình cờ lép anh em nhé. Đấy cho nên là các bạn lưu ý là khi mà các bạn chơi là các bạn phải phải phải, phải thông các đường ngựa, các đường ngựa các bạn nó phải thoáng anh em ạ. Xấu bí bách lắm, khó đi lắm, mà đi mấy cái sai là thua liền luôn anh em ạ. Thế mà đều nhiều điểm yếu lắm, hai cánh mã kém này, đấy ra đấy đúng, ra đấy thì mình về tượng thôi đúng không, hai cánh mã kém này đu thư luôn anh em, thế có đều không hay mình đóng vào đây mình làm con pháo trống nhỉ cho nó nhanh đúng không? Đóng vào đây họ ra đây bắt à, bắt mình giữ mã này mình có bị bắt đâu mà mình lo nhỉ, mình về tượng thôi đúng không, về tượng như chắc đúng không? Đấy, bắt đi được không anh em, bắt điệu lên tượng, bắt điệu lên tượng, lên tượng mình chạy pháo ở đây mình bắt này. À, hoặc vỗ chiếu mã ăn lên mình sút pháo đi được không, có hai cách đấy. Có hai cách anh em. Đấy, cách thứ ba là có thể vòng ngựa về đây mình đổi 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 pháo đấy. Vòng ngựa về đây đổi pháo cũng hay này. Chạy vào đây thì họ ăn con này mình sút lên đây. Sút lên đây họ bình ra đây họ bắt pháo. Bình ra đây họ bắt pháo. Thì mình cũng giật về đây mình bắt lại pháo thôi, thì mình như thế hơn hai con ngựa hay nhỉ, đúng không? Hay là chiếu đây. Chiếu đây ngựa lên sút xuống đây. Sút xuống đây có hay lắm không, hay vòng ngựa về đây, vòng ngựa về đây thì họ ăn pháo mình ăn về, họ lại sang đây bắt lằng nhằng gớm nhỉ đúng không? À, sắp tới dậy biến hoành xe là phản cung ba chữ bách bệnh
Đây là cũng biến hai bên đều mở tốt thôi. Bạn Phương Định, phản quân cung và chính quy là những cái chính quy hay gặp đấy anh em, là những cái chính quy hay gặp đấy. Thôi đánh này nha anh em nhá. Cái này thì hơn hơn ít qua nhỉ. Cái biến đoạn xe là phản cung chữa bách bệnh, nó nằm trong cái khoảng tháng 8 anh em, nó nằm trong khoảng tháng 8. Cái này hơn ít qua nhỉ, mình hơn mỗi bộ mã này. Ăn tượng. Ăn đây giật về đây bắt mã hay là xúc tượng? Xúc tượng. Thì ăn lên đây mình giật về đây bắt mã, mã chạy bổ vào đây. Hay hơn anh em nhỉ, đúng không? Bây giờ về đây mà ăn lên đây, mình ăn lên đây thì dễ hòa lắm. Bây giờ mình xúc tượng này. Anh em này. À, ăn lên đây mình giật về đây bắt mã. Mã chạy mình bơm vào đây, đúng không? Oanh luôn. Vâng, xin chào Lê Văn Hải nhá. Quanh luôn. Xuống áo về mãi nhập cung sợ quá. Về mãi nhập cung gà ghê nhỉ. Thúc có tốt để lên được không? Hay lăn về đây. Về cả mãi nhập cung. Mãi nhập cung tướng khốn cùng đây. Họ có con xe này họ đỡ cái dẻo phết anh em, đúng không? Hay vòng về đây bắt pháo đi. Vòng về đây bắt pháo thì ăn lên mã, lên mã mình chém lên đây bắt cục. Có được không? Họ giật pháo về đây. Giật pháo về đây mình thúc tốt lên. Hai vòng ngựa về đây vậy. Thì nhá. Đấy, bây giờ chỉ có tìm cục mà oánh nha anh em. Vòng về đây bắt pháo họ chém đây. Chém lên mình ăn pháo đi. Được không? Trong nước xong mình leo lên. Đúng không? Oanh luôn. Ăn đây cũng được. Ăn đây thì họ ăn vào mã thì mình tam anh chiến lữ bố. Đúng không? Tam anh chiến lữ bố này. Mình ăn đây thì họ phải hà thí xe vào. Đúng không anh em? Là tam anh chiến lữ bố. Còn nếu mình ăn lên đây mình gọi cục thì họ giật pháo về đây. Mình đang gọi chiếu bên này giật pháo về đây thì mình thúc cái đời này lên mình bắt pháo. Đúng không? Cũng được đấy anh em nhỉ. Hay là ăn con này trước đi. Ăn này trước rồi nhảy ngựa lên đây. Nhảy ngựa lên đây, mình nhảy ngựa lên đây. Đúng không? Được, rồi đánh này. Tam anh chiến lữ bố anh em. Đấy, mình chém lúc đầu là họ khó rồi. À, họ có được giật xe. À, không đâu giật được xe về đây đâu, đúng không? Đấy, như này thì họ cơm mình một cây nhưng mà họ bị mã nhập cung. Yếu lắm anh em. Thua. Đấy, con mã này là mã nhập cung này là nguy hiểm lắm, nhiều cục lắm. Đấy, bây giờ mình mã mình bổ vào đây là xong anh em. Mã 37 tấn 5 là xong anh em. Đấy, yếu lắm anh em. Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông và trên lưng cao ngoan nhưng vết roi vẫn in hằn này hả thầy khoai. Thế về mình nhảy ở đây bắt cục cho ham dọa chiếu đây rồi đi đâu đang dọa chiếu đây rồi đi đâu chú nha. Hả, hay lan con này đi, con này đi, họ cũng chưa có cái điểm gì để họ thoát ra thôi nhá, đúng không? Ăn con này đi được đúng không? Mã họ đâu có lao được lên đây không được, lên đây không được đúng không? Ăn đã đúng không? À, chơi cờ cho đông người là các bạn phải không bị bị cái số đông đấy người ta làm cho mình phân tán. Đấy là chỉ có các bạn đánh nhiều cho đông người dần dần nó quen. Và Đức Minh. À, các bạn đừng có để ý phân tâm người này mách người ta ca mách, người ta mách nhiều là nó bị loãng cờ đấy, không, không không sợ đâu. Không sợ đâu, ông này xui ông kia đi xuống hồ đấy. Mình tập trung vào mình đánh, mình tập trung vào mình đánh, tập trung hết sức vào mình đào vào ván cờ mình đánh, mình để đừng để ý người bên ngoài người ta mách nước nọ mách nước kia. Đấy, bây giờ mình thừa con tốt này mình đi thôi đúng không, mình lại ở đây hay là mình ném đây
Mình lại ấn xuống đây thì họ ném lên đúng không? Nếu mình đi con tốt đây thôi được không anh em? Đi con tốt này mình ném xuống đây. Ném đều giật bắt à? Đấy, mình tìm cách mình đi con tốt này thôi anh em. Hay mình lao mà lại chọc xe đây mình sang tốt. Chọc xe đây thì họ ném ngựa lên đây. Ném đây giật bắt. Đấy, mình thường một con tốt mình đi. Anh em. Chọc xe đây. Họ chỉ có mỗi nước nước ném lên đây thôi. Đúng không? Ném lên đây mình ném đây. Còn học đây xe đây mà họ ném lên đây thì mình ném xuống đây là cục cục ngay cũng đỡ được. Anh em đúng không? Họ ném đây mình ném xuống đây. Họ giật về đây. Đúng không? Hay là thúc con tốt này lên trước. Thúc con tốt này lên trước xem bọn đi đâu đã. Hay là đi 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 tạm nước chờ đã đúng không? Đi tạm nước chờ họ hết nước đi đi anh em. Hết nước đi. Ôi trời, hết nước đi phải đi sai mà thua anh em. Thế có điều không? Đấy giờ về đấy mình tiến hai được chưa? Đúng không? Hay là mình ném đi bắt xe. Ném đi bắt xe họ lại giật bột. Nên thôi mình cứ tiến hai đúng không? Tiến hai mình có nước lao mang ngũ này đấy họ phải sợ đúng không? Họ phải sợ đấy nhỉ. Đi tốt năm rồi được không? Đi tốt năm được không anh em? Thì họ ném mã lên đây thì mình ném xuống đây thì gục ngay đúng không? Họ ném lên đây. Đi tốt năm mà ném lên đây, mình ném lên đây mình bắt. Đúng không? Đi tốt năm. Đấy, thì đấy, đấy là cái bản lĩnh thi đấu bạn bạn Đức Minh. Nó là cái bản lĩnh thi đấu mình phải đánh nhiều chỗ đông người về sau nó thành quen. Nó gọi là súng nổ bên tai đất chợ. Súng nổ bên tai đất chợ. À, hết chuyên đề cuối cùng này là sẽ là đi tiên phó đồ mã đội xong hoành tra và đi hậu Phật cũng là chính quy anh em nhé. Hay mình cứ sang cái nữa nhỉ. À, cái chỗ này mã tung tăng như có cái gì nữa. À, về đây ở đâu à? À, mình ném đây thôi đúng không? Mình dọa chiếu đây này. Mình dọa chiếu đây mới đều. Chiếu đây mới đều họ phải giật xe vào đây. Đúng không anh em? Phải dắt xe về đây chứ sao mà chịu được chúng tôi. Đấy mình sang sang có tốt thôi là xong rồi, đúng không? Vâng, xin chào bạn Nguyễn Công Tuân nhá. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Trung Thủy nhá. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Tân nhá. Đấy, mình đóng con mã đây được không? Không cho chạy đâu được, hay là lên con tượng không không cho nhảy. Lên con tượng không cho nhảy nhót linh tinh anh em nhỉ, đúng không? Đúng không? Con mã này chỉ có nhảy đây thôi. Nhảy đây thì mình ra đây là xong, đúng không? Hay là ra đây. Bè bờ đắp ruộng hay ra đây bắt xe. Ra đây bắt xe thì họ ra đây là bắt mã. Không hay lắm anh em. Cái chỗ này đánh khéo là thắng rồi. Vâng, xin chào bạn Cường Block nha. Nhưng mà cho tượng lên. Họ vòng về đây à? Họ nước vòng về đây. Vòng về đây. Hãy bịt lại. Bịt lại. Đấy, đánh khéo thế này là sao đỡ được mãi nhập cung mà các sao mà đỡ được đúng không, mãi nhập cung sao mà đỡ được, mãi nhập cung tướng khốn cùng sao mà đỡ được anh em. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên.
Anh em nhớ sướng không? Mã nhập cung đã quá sướng. Xúc phong! Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học. À vừa mới gặp ván đầu làm sao gặp khách được bạn Giang ETC. Vừa mới đánh ván đầu mà đã gặp khách ngay thì ghê quá. Vâng, xin chào bạn Giang ETC nhá. Về đấy thì thôi, về đấy chúng tôi lại tiến hài chứ đúng không? Chúng tôi lại tiến hài. Con mà cung khó chịu lắm anh em. Mà cung khó chịu lắm. Đâu bây giờ đi đi mã 8 tuần 6 xong mã 6 thoái 5 là xong rồi anh em. Mã 8 tuần 6 này bắt xe ghi đây lại xong mã 6 thoái 5 đây là xong. Hoặc là có thể hạ sĩ hạ tượng mở cả cái mặt tướng ra đi. Dùng thêm cái mặt tướng quánh cho nó máu anh em. Đấy nhốt mã công chúa là tắc tị luôn đây. Đúng anh em. Tắc tị luôn nhà luôn. Đây là chân tay họ đánh tiếp canh anh em. Không biết đi đâu về đâu. Đi đâu về đâu khi nhà đã bán anh em. Thế có đều không? À, về đấy thì kệ thôi. Bây giờ mình hạ sĩ hạ tượng được không? Hay là xuống đây? Ném đây hạ sĩ ở tượng vâng xin chào bạn Trần Hữu Thông nhá, chúc bạn buổi chiều vui vẻ. Hạ sĩ ở tượng thôi, tí nữa đỡ phải xếp. Mở cái bô ra dùng cả mặt tướng oanh cho nó máu anh em. Tí đỡ phải xếp cờ anh em. Hạ sĩ tượng tí đỡ phải xếp cờ. Vâng, xin cảm ơn bạn Trần Hữu Thông. Đâu đi đâu về đâu khi nhà đã bán. Kệ thôi, đâu con mã nó lên đấy, chỉ đứng đấy thôi. Đâu mà phải xếp cờ. Ôi, ôi chúng tôi nhiều nhiều ngựa lắm, chúng tôi nhiều ngựa lắm, chúng tôi nhiều ngựa lắm. Chúng tôi nhiều ngựa lắm, xuống cái nữa được không? Mã này đâu có chạy được đâu đúng không? Chạy chúng tôi ăn liền. Nhột hết, chúng tôi nhột hết, thốt nhột hết. Nhột hết lại, không có đi đâu. Đấy bây giờ con xe này quay bắt con mã này anh em, cơ này thành cơ thế rồi, cơ này bây giờ ra đây bắt chết ngựa đâu nhỉ, cơ này thành cơ thế rồi, cơ này thành cơ thế rồi, hay là ra đây xong xuống đây, xuống đây bắt chết xe ra đây này. Đúng không, xuống đây xuống đây bắt chết xe đúng không, bắt chết xe. Chim gặp bác chào mào chào bác. Đấy, chưa kịp bắt chiếc xe anh ta xin thua rồi. Anh em chưa kịp bắt chiếc xe mà anh ta đã xin thua rồi. À pháo 24 rồi, chúng tôi bây giờ pháo đầu chữa bách bệnh rồi. Các anh đi đâu chúng tôi cũng vào pháo đầu thôi. Đúng không, pháo đầu chữa bách bệnh rồi anh em ạ. À, pháo đầu chữa bách bệnh rồi. Pháo đầu chữa bách bệnh rồi. Các anh đi đâu chúng tôi vào pháo đầu rồi. Chúng tôi đội lên chúng tôi hoành luôn. Nhanh, nhanh và buông luôn anh em. Tôi đội lên chúng tôi quánh luôn anh em. Anh em nhá, sắp tới là tập cho anh em toàn pháo đầu chữa bệnh bệnh anh em, đêm đều toàn pháo đầu chữa bệnh bệnh anh em, đêm đều, đêm đều. Đêm đều. Đấy, bắt đầu cứ thế mà đá thôi, đội lên mà đánh đúng không, đội lên mà đá thì sợ cái gì. Bắt dính bắt xe họ là chán, họ nản. Không có cây gì để đi, họ nản quá anh em, họ nản quá các bạn, không có con gì để đi anh em, thế có chết người không. Đấy là mình cướp xe nhà đình được chưa,
anh em. Cướp xe gia đình được chưa? Đấy, đi sâu vào chúng tôi anh trước. À, khóa học khoảng hơn 2 tháng bạn Thanh Hiền. Một phút quảng cáo, Học viện Thăng Long Kỳ Đạo cuối tháng 3 này tổ chức khai giảng một khóa mới. Nếu các bạn tham gia thì sẽ có những cái quyền lợi như sau. Thứ nhất, các bạn được tặng Nick Thiên Thiên Tự Kỷ miễn phí. Thứ hai, các bạn được tặng sách cờ do Thăng Long Kỳ Đạo sản xuất. Thứ ba, các bạn được vào trong web hộpcờ.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay. Thứ tư là các bạn được vào hai khóa học trước để xem các bài giảng của các thầy. Và thứ năm là các bạn học được 5 đường đao mới anh em nhé. Bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhá. Thôi cứ lên đây mà oánh thôi đúng không anh em? Cứ lên đây mà cướp gia đình thôi. Khóa học khoảng 2 tháng rưỡi anh em nhá. Các bạn sẽ học được 5 đường đao mới. Đường đao thứ nhất đó là pháo đổ mã phi đao, pháo đổ mã đội, sông hoành xe. Đường đao thứ hai đó là phi đao phi tượng. Đường đao thứ ba đó là phi đao trung pháo phá tiên nhân chỉ lộ. Đường đao thứ tư đó là nghịch pháo phá trung pháo F-3. Và đường đao thứ năm đó là phạt cung mã chính quy anh em nhé. Bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhé. Vâng, xin chào bạn Thắng Lâm nhá. Đấy, mình đi sâu mà xe mình ra trước, cây mình nổi hơn. Đấy, sướng không? Chúng tôi đánh cờ nó khoa học lắm. Đi đâu là chúng tôi đều nghiên cứu hết anh em ạ. À, thế mới xuống. Đi đâu là chúng tôi đều nghiên cứu hết. Đi đâu là chúng tôi đều nghiên cứu hết. Thế mới xuống anh em ạ. À, chúng tôi cũng bắt con này đi được không? Đôi bên cũng nhau bắt được ảo ăn sĩ nhỉ. Nhảy lên trước đã. Bắt con này, chính ra mình phải bắt con này trước. Mình đi nước là sai đấy. Nước vừa rồi hơi sai. Bắt con này trước mới cao. Vì sau mình có nước phang tượng. Anh em, mình có nước phang tượng. Bắt con này trước cho họ giật pháo về ở đâu anh em? Bắt con này trước họ giật pháo về. Xem có dự tính nhưng có phang được vào sĩ không? Phang vào sĩ thì... Mà về đây đi. Về đây hay là ăn về đây? Ăn về đây được. Ăn gì đẹp dài. Đúng. Ai này, cây cối này là phản tiền anh em. Tặng nữ cho Huy Chat, bạn Hoàng Long. Nick Huy Chat, bạn Hoàng Long nhá. Kệ thôi, mình sút sang bên này được chưa? Hay là sang bên này giữ mặt? Sang bên này chấn mặt. Sút sang bên này. Thúc xuống đây thì mình chạy đi thôi. Ra con xe này còn không chế đường xe ra đấy. À, sút sang bên này. Sút sang bên này hay này anh em. Sút sang bên này nhá. Mà họ thò đầu con xe ra mình vụt về đây. Anh em ạ. Tượng nó lên mình sút xuống lên bắt pháo. Được không? Ghê đúng không anh em? Đúng không? Sút sang bên này họ thúc tốt xuống bắt. Thúc tốt xuống bắt. Đấy, phải tính cái chỗ này cho nó dẻo, nó không là hóng lên luôn. Hóng lên anh em ạ. Thúc tốt xuống bắt. Thúc bắt mình vòng ra đây. Hay vòng ra đây trước đi. Bây giờ phải làm sao mình chọc để bắt pháo xong vật lên. May đúng không? Chạy qua đây. Bắt vào. Yeah, hay quá nhỉ Kim Tudor, hay quá, vâng, cảm ơn bạn. Các bạn tiến bộ là chúng tôi cảm ơn bạn nhiều lắm. Người ta có con tốt đấy thôi. Người ta có con tốt nhưng mà đổi ngược lại là cái cây họ ra chậm hơn mình. Mình ra hết hai xe nhỉ. Tại vì cái con pháo họ chưa dám vật sĩ đâu, bỏ mã này anh em này. À, họ về đây à? Họ có được về đây à? Về đây mình đóng xuống luôn đúng không? Về đây mình đóng luôn như sợ cái gì? Ừ, lên sĩ đã đi chắc hơn mà người Lê Cầu Hùng nhỉ đúng không? Lên sĩ đã thì chắc hơn.
cái con xe này người ta tối lắm thì không ra, cho nên cái việc vật sĩ người ta thì cái cây tham chiến người ta chỉ có xe pháo đấy nha, cho nên cũng cũng đôi khi cũng không cần phải lo lắng lắm. Mình lo lắng quá thì nó làm giảm mất cái thế công của mình đi anh em, mình cứ phải đỡ đỡ mà. Vâng, xin chào Dương Quà nhá, mình cứ phải đỡ đỡ là nó làm mất cái thế công đi thôi, có gì đâu anh em. Anh em nhá, sắp tới là sẽ có pháo đồ chữa bách bệnh, sẽ có pháo đồ chữa bách bệnh. Qua đây được chưa? Qua đây hay qua 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 mặt tướng. Qua cái mặt này được không? Qua cái mặt này xong rình vật và ăn 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 cái con ngựa về đây này. Đúng không? Hợp lý đấy anh em nhỉ, đúng không? Hợp lý. Ăn ngựa về đây anh em. Tượng ăn lên sút vào đây ngoài góc này là... họ mất cái con mã này đi là mình đánh tan góc này luôn này. Đấy họ đi nơi này là sai rồi đấy anh em. Đấy mình bổ vào đây mình bắt 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 tám. Nói chung mình bảo cái nước cờ bổ vào đây là bắt tám đấy anh em. Tượng ăn lên một chút vào đây đúng không? Đúng không anh em? Quá tê anh em nhỉ. Bắt tám. Đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc òa cả lên, đòi yêu đàn rồi chúng tùy bên tranh đang đánh dầm dầm lên sắp sửa cục đến nơi mà bạn đoàn chúng tùy vẫn vào đòi yêu bạn đấy đùa đúng không, bên tranh đánh sắp sửa cục đến nơi rồi mà bạn vào đòi yêu đúng không, đấy bị ăn vào đây đang bắt hết rồi này, bạn nhìn thấy nước cứ ăn vào đây đang bắt hết chưa mà bạn bảo đó yêu đúng không, giờ phải về tượng chứ đúng không, có về tượng không, về tượng ấn một đấy, nước sau mình thọc con xe đây mình tắc tượng hỏi hết rồi sao đỡ được hả anh em đúng không, đấy bây giờ mình ấn luôn đây bắt hết rồi đi đâu nhỉ, kỳ lạ nhỉ, ấn đây bắt hết đi đâu, hay chạy pháo ra đây ấn đi bắt hết là vào pháo à, ấn đi bắt hết là vào pháo ấn đi bắt hết là vào pháo mình vụt lên đây ăn xe ra đây pháo này mình chạy qua đây thôi ơi, một xe làm sao canh được hai pháo anh em nhỉ, đúng không, đúng không anh em, một xe không thể canh được hai pháo đúng không, anh này một cười quá. Vâng, xin chào bạn Trần Quốc Minh nhá. Anh em cười quá. Ăn ra chứ. Nên chúng tôi ra pháo này. À, họ vẫn ra ra đây được. Họ vẫn có được về mới đều. Họ vẫn có được về đây, mình ra đây mình đấu được không? Mình đánh xe pháo được không anh em? Đâm chiếu thì họ về xe. Đâm chiếu thì họ về xe anh em, căng quá nhỉ, hay là mình lại ra đây không cho họ giật pháo về họ bắt, họ giật pháo xe về đấy mất, đầu xe đi nhỉ, đầu xe đi là êm rồi đúng không, đầu xe mình có nước đâm là êm rồi đúng không, cánh bên này mình đâm là êm rồi đúng không anh em, à cảm ơn bạn Sơn Lâm mình đỡ rồi, cảm ơn bạn Sơn Lâm nhiều nhá. Mình đỡ rồi. Nó về tượng. Nó về tượng. Nó về tượng. Tượng mình bắt tượng. Đúng không anh em? Vâng, xin chào bạn Trần Anh Tường nhá. Ô. Nếu mình đâm lên chiếu nó về tượng à? Thế mà chưa làm gì hết đầu thế nhỉ, bây giờ đây bắt tốt đấy, đóng vào đây thì họ sang họ ngăn, ô thế là hòa mất rồi, đau quá anh em ạ, đâm chiếu về tượng vật vào hòa mất phí thế nhỉ, cờ đã ngon luôn, chạy vào đây họ sang đây họ ngăn cái thằng dưới này. Giật về đây thì họ vào giữ anh Bình vào đây
đâm chiếu về tượng, vào bắt tượng lên tượng ăn đi. Thôi hết đòn rồi, hỏng rồi anh em ơi, ván này đánh bị hỏng rồi, phí quá anh em ạ, phí quá cơ, hỏng rồi, mình đi cái nước đấu xe này hỏng rồi. Họ có nước lên xe đeo giải giải thoát giải tỏa tỏa hết nhỉ, chạy vào đây thì họ đi đâu, ê, họ giải tỏa hết anh em ạ. Hòa mất rồi. Ô, mình đi nước này đâm lại còn hỏng mua hơn này. Mất cây à? Còn hóng hơn anh em. Đấy, bắt đầu cờ hết đánh ấy lại bắt đầu đi loạn quạng ấy, anh em. Mất cây rồi. Họ lên đây là mất cây này. Lên đây mất cây này. À, lên đây mình còn chiếu. Họ lên đây. Lên đây mình chém vô. Ăn ra mình đâm chiếu. Mình chém xuống. Đúng không? Ừ, cái ván này đánh dở quá. Cờ đá ngay anh em nhỉ. Đúng không? Đi mấy cái nước cờ như sai chỗ nào. Cờ đá ngay chung cuộc. Cái ván này đánh dở quá. Vâng, xin chào mặt trận bắp dân. Không sao, chúng tôi có đòn cuối cùng của Thạch Tranh anh em. Chúng tôi có đòn cuối cùng của Thạch Tranh. Chúng tôi có đòn cuối cùng của Thạch Tranh. Chúng tôi có đòn cuối cùng của Thạch Tranh. Chắc có về tượng. Đúng không? Về tượng mình ăn xuống thôi. Đúng không? Làm gì còn cách cách gì khác đúng không? Phải phá tượng đi chứ. Chiếu thì lên sĩ. Hay lên sĩ bên nào? Bên này. Lên sĩ bên này cho đánh góc bên này căng quá. Vâng, xin chào bạn vừa đói vừa no nhá. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhá. Họ giật về đây là mình thua rồi. Đấy, họ giật về đây là mình thua rồi. Giật về đây là mình thua rồi. Đấy là mình thua rồi. Mình phải đổi con pháo đi. Xe pháo tốt nó đánh là mình thua rồi. Anh em. Ô thế này thì chưa biết nào đâu. Ôi cái này thì sẽ hòa đấy. Chưa biết thế nào đâu. Đấy đi này, anh đi thấp thế này. Thì chưa biết thế nào đâu anh em. Chưa biết thế nào được. Chưa biết được. Anh đi thấp thế này thì chưa biết thế nào được đâu anh em. Vâng, xin cảm ơn bạn Khoa Bùi đã ủng hộ mình viên 100k cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Ai giống này chưa biết thế nào đâu anh em ạ, chưa biết thế nào đâu. Các bạn nhớ cái giải giải cái nói về 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 xe xe pháo tốt, các bạn vẫn nhớ cái giải Phương Trang năm ngoái không? Anh Hà Văn Tiến xe pháo tốt hòa Tường Xuyên. Nói tôi lại nhớ cái ván cờ đấy. Tôi lại nhớ cái ván cờ đấy anh em ạ. Cứ lên con tượng hay là cứ sàng cứ tốt để phá sĩ anh em. Đích sàng tốt để phá sĩ. À, số đầy về sĩ cái nhỉ anh em, mình ở đây cái nước cờ này dính đánh mặt thôi đúng không, dính đánh mặt thôi anh em.
Nó vào này. Và bắt pháo. Bắt pháo. Đấy, bây giờ mình về đây là cầu hòa luôn. Anh em. Đúng không? Hay quá, vì có nước cầu hòa hay quá. Cầu hòa hay quá anh em ạ. Cầu hòa hay quá. Đấy, là nhất cách cái tiêu là hòa rồi. Đúng không anh em? Thế mới đều. À, mất pháo luôn anh em. Xuất tướng ra mình vỗ chiếu này. Đấy. Họ vào mình ra đây bắt pháo. Thế mới đều. Đều đều. Chưa hòa đâu. Chúng tôi còn tốt. Chúng tôi đánh đây. Chưa hòa đâu. Chưa thể hòa được đâu nhá. Đừng đùa với chúng tôi. Chúng tôi còn tốt. Chúng tôi đánh đây. Vâng. Xin chào bạn Nguyễn Sang nhá. À, oánh ngay à, oánh ngay đấy anh này, oánh kiểu này thì chết với chúng tôi rồi, chết với chúng tôi rồi, chết với chúng tôi rồi. Trời ơi, nó hòa thật nhanh 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 đúng không? Ủa, mình gãy sĩ là ngớ họ anh mình thua đấy, cái ván cờ này anh em đúng không, anh mình thua ván cờ này thì đùa. Cờ này không thua đâu, cờ này hòa thôi. Thôi hòa thì gắn mới anh em nhá, nhiều khi họ chưa cho mình hòa đâu anh em ạ. Thế anh này mất thời gian với anh này quá. Họ chưa cho mình hòa đâu anh em, cứ cho mình hòa đâu, cho tốt mình xuống đánh chết người ta đây này được đúng không, chưa cho mình hòa đâu anh em. Ăn đúng đây à, chiếu thì thượng đúng không, làm gì nhỉ đúng không, chiếu thượng ăn đây à, à họ ăn sĩ anh em, chạy vào giữa thôi gọi cho họ ăn bớt sĩ cũng hòa này đúng không. Vâng, mình đau chân mà cái chân nhọt nó sưng to quá anh ạ. Cái nhọt nó sưng to quá. Cái này là Huỳnh Hòa này. Xe tốt hòa xe tốt lục lên cấp 3. Quảng nhỉ. Này họ đánh khéo mình thua đấy. Cái ván này mình chủ quan quá, cờ này họ đánh khéo mình thua anh em, chiếm được trung lộ là mình thua.
đâm ra lại càng nhanh thì càng lâu nhỉ anh em. Còn nếu trí tưởng mình thì đủ cười quá nhỉ. Không, người này không biết đánh đâu, phải phải cướp được trung lộ thì họ họ mới, mới thắng, là thắng được mình. Cái bài này tôi dạy trong học viện Thăng Long Quỹ Đạo đấy nhé. Họ giật về đây, họ bắt hết nha, mình thượng lên, họ đâm vỗ chiếu này. Mình vào tướng họ mới đâm xuống đáy, cái là cướp được trung lộ mình thua. Anh em này, họ thoái về ba nước chưa bắt hết nhá. Thì mình buộc phải thượng tướng lên nhá. Họ vỗ chiếu mình vào, họ đâm cái con xe xuống đáy này. Đấy, thế là cướp được trung lộ là mình thua. Nhưng mà cái anh này trông điệu điệu này là chưa chưa chắc đánh được anh em, chưa chắc đánh được. Anh này chưa thuộc cờ tàn. Những cái vừa vừa ván vừa rồi mình chủ động đánh hòa thì hòa, không nhưng mình muốn được con tốt mình xuống mình quấn. Chủ động thì hòa ngay anh em. Nếu vào thì mình vào thôi, đâu làm gì đâu, đúng không? Ra mình ra. Tốt có quyền chọc nhá, tốt có quyền tướng, tướng là có quyền chọc mãi anh em. Ví dụ như con tốt vào mình lại vào là tướng có quyền chọc mãi đấy. Anh em, à, là mình có quyền chọc mãi. Đấy, không chả có đánh gì, bắt lại lại bắt. Cái này là họ đánh kiểu này là họ không 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 biết đánh cơ tàn, họ chưa biết. Đấy à, đấy, họ chưa biết thì họ biết thì họ thắng thì tướng thắng thôi, nhưng mà ván cờ thì có nói lên điều gì, cái quan trọng nhất là chỉ để cho các bạn cái nước thắng để các bạn hiểu lên thêm cái cờ tàn xe tốt chứ, đúng không? Đấy, cái cờ này là bên đỏ phải cướp được trung lộ mới thắng được, còn không cướp được trung lộ là không thắng được, đánh thoải mái không thắng được. Cho các bạn hiểu biết chính là cái quan trọng chính là để cho các bạn hiểu biết về cái cơ tàn thôi. Đúng không anh em, đúng không? Đấy, đánh nhiều này là có đến sang năm không hết được đấy, chúng tôi lại xuống, chúng tôi lại xuống đúng không, có kịp đâu, chúng tôi lại xuống. Đấy, ra đấy thì kệ thôi, ra đấy thì chiếu đây thì chúng tôi sang, chiếu đây chúng tôi sang đâu làm gì, đúng không? Đấy nhá, cái này phải cướp được trung lộ. Cướp được trung lộ là gì này các bạn này? Cái con xe này bình ra sang bên này này. Đấy. Xong rồi nó thoái về ba nước này. Thì mình phải thượng tướng lên này. Họ vỗ chiếu mình vào tướng này, xong họ đâm xe xuống xuống xuống, xuống đáy này là mình thua. Đấy, cứ đơn giản thế thôi. Họ vỗ chiếu mình vào tướng này, xong họ đâm xe xuống đáy là mình thua. Anh em nhá. Đấy, đâm xe xuống đáy là đấy, họ đấy, họ nghe thấy đấy, họ đâm đây là mình thua. Thua chắc luôn. Anh em nhá. Đấy, họ ra tướng thì lại 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 còn lâu. Đấy, ra tướng nó không thuộc bài nữa. Đấy, họ đâm lên đáy thì mình họ cướp được trung lộ là mình thua, nhưng họ lại ra tướng là lại vứt anh em, lại vứt. Nhưng mà mất thời gian với anh này quá nhỉ, chứ không như mất thời gian với anh này quá anh em ạ. Mất thời gian với anh này quá cơ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hôm nay ra ngõ bước phải chân chân trái rồi, chết rồi, chết rồi, mất thời gian anh này quá rồi. Đấy nhá, đấy thì nhân tiện thì mách cho các bạn một cái nước cờ tàn, cái hình xe tốt này phải chiếm được trung lộ mới thắng, chiếm được trung lộ xong mở mặt tướng ra là thắng, có thế thôi nhé. Chả thấy tiếng là bạn xem lại cái mạng của bạn ấy, bạn bạn Đỗ Văn Thắng ạ. À, chứ anh em đi đều nghe được mà, anh em đi đều nghe được hết mà. Đó, trong 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 cái bài cờ tàn của Học viện Thăng Long Quỹ Đạo có cái bài xe tốt thắng thắng kiểu chấm chung này này, bạn Sơn Lâm này,
là có bài xe tốt thắng đấy. Chứ đùa người ta không đùa chứ bơ người ta hoài đã tốt rồi. Bảo chúng tôi dỗi từ giờ đến đêm rồi. Đúng không anh em? Chúng tôi dỗi từ giờ đến đêm. Phải chiếm được trung lộ. Không chiếm được trung lộ đánh như sang năm không hết. Kệ đấy. Anh đi đâu tự thế khác với nhau đâu. Chả khác với nhau à. Đúng rồi, bài này là bài thủy để đấy, bạn đu loa. Đây, giật đơn giản là giật xe một này. Mình thượng tướng lên, họ vỗ chiếu này, mình vào tướng họ đâm xe xuống đáy là mình thua rồi. Đấy, thì thế thôi. Đủ 20 nước thì đến chiều hết giờ các bạn cũng mong cho họ biết họ đánh thắng đi cho nhanh. Hay là mình xin thua. Anh em, hay là mình xin thua nhưng mà đỡ mãi đến đây rồi mà lại xin thua thì kỳ quá đúng không anh em nhỉ, đúng không? Đúng không anh em? Đấy, ra đây mình là ra. Đấy, đúng không? Sao vào. Đều quá anh em. Tướng là được chóc tốt bãi anh em. Không lo. Cái con tướng và con tốt là được chóc bãi các con khác. Các bạn nhớ nhé. Để cho mong họ xuất tướng ra mình vỗ đến đẹp cái cho nó nhanh. Thua cho cam. Chết giờ ơi. Hỏng quá, đánh khoảng 4 phút nữa mà không không ấy là thôi thua cho cao anh em, thua cho cao. Vâng, xin chào bạn Bảo Nguyễn nhá. Đấy, cứ cưỡi tốt đi chơi này đều. Biển một bên và em một bên. Tướng tướng không chóc được xe, xe ra tướng ngay chứ sao mà chóc được xe. Tướng làm sao trong trong một xe bạn. Nên xin hòa nhá. À, xin hòa này. Xin hòa này, đây đây xin hòa nhá, này xin hòa nhá, không cho hòa này. Hôm nay dỗi thời gian lắm mấy bạn yên tâm, dành thời gian lắm. Đấy, không cho hòa đâu. Đấy, còn mút chỉ thanh vui ấy. Đánh đủ là 120 nước với chúng tôi mới được hòa. Đúng không các bạn? Thôi cái đánh như mình đánh lấy cái biết về cờ tàn anh em. Sau này mình gặp mình đỡ nó cũng dẻo lên anh em, đúng không? Sau này mình gặp mình đỡ nó cũng dẻo lên mà. Đấy bây giờ họ đi lung tung mình ra đây mình đấu xe là xong anh em. Đúng không? Là xong có đánh cái gì chúng tôi hòa ngay rồi. Đúng không? Đấy, đấy là mình do lỗi của mình không hòa ngay. Đấy bị họ vào đây mình ra đây, mình đấu xe ngay được không? Đấy đấu xe à họ ngoáy đít nhỉ? Được. Ngoáy đít đều. Gặp đúng gặp khách nhầy anh em, đúng không? Đấy bây giờ họ sang bên này thì mình đấu xe được này. Đấy bây giờ mình đấu xe đây hòa nhân tăng. May quá các bác ạ. Chúng tôi bay quá cơ. Chúng tôi bay quá. Ôi ngây ngây vì chúng tôi là chết đi. Ngây vì chúng tôi là chết. Hòa chưa anh em? Hòa chưa người anh em thiện lành? Hòa chưa? Không thua à? Hòa chứ con gì đấy. Mất thời gian với anh này quá kìa mà lừa mãi mới được. Đi tiền chúng tôi lại quá cùng pháo anh em. Đi tiền chúng tôi lại quá cùng pháo. Chắc ơi là chắc anh em. Chắc ơi là chắc. À, các bạn lên cái con sĩ tứ này nhá. Đấy, xong nước sau nó có được pháo tuần hà này hay. À họ chưa lên mã.
Mình nhà ở đây được không nhỉ? Anh này có nước liệt sĩ kỳ dị nhỉ? Ô hay quá bạn Ray87, tốt quá. Cảm ơn bạn nhá. Tốt quá Ray87. Chém đây ông ra đi rằng luôn. Ăn đây ở lao ngựa lên à. Lao ngựa lên. Em mình chạy pháo qua đây thôi đúng không? À, hay quá, chúng tôi đánh võng kinh quá. Chúng tôi đánh võng quá kinh anh em. Đấy, bị đè cái này là khó chịu lắm anh em. À, vẫn ghê nhờ. Thúc tuần này lên. Lao lên. Nếu ăn đấy thì kệ thôi, bây giờ mình ô thế mình giật về đất bạ đi rồi, họ lại về mã à? Họ chém vào đây, chém vào đây, chém vào đây thì mình ăn lên, giật về đất mã, họ chém vào đây, chém vào đây mã mình ăn lên, xe ăn vào, xe ăn vào mình chọc lên bắt xe đúng không? Anh em cười quá. À Vũ sinh năm 87 à? Ok, bạn NT 2026. Xúc phong! Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em. Đấy, con mã này khó chạy rồi này anh em này. Ăn vào đây thì mình mỡ ngựa ăn lên. Pháo không ăn lên được, nhưng pháo lên chúng tôi ăn ngựa. Xe ăn vào chúng tôi thọc con pháo đây, chúng tôi bắt xe bắt 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 pháo. Đấy, chỗ này là khó, dễ chết cây lắm anh em. Họ dễ chết cây lắm. Chim vành khuyên đi đâu mất một em. Ai hack hay quá anh em ạ, ai hack hay quá. Một phút quảng cáo, Học viện Thăng Long Kỳ Đạo cuối tháng 3 này tổ chức khai giảng một khóa học mới. Nếu các bạn tham gia thì sẽ có những cái quyền lợi như sau. Thứ nhất, các bạn được tặng nick Thiên Thiên tự kỷ miễn phí. Thứ hai, các bạn được tặng quyển cẩm nang sách cờ do Thăng Long Kỳ Đạo sản xuất. Thứ ba, các bạn được vào trong web học cờ.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay. Thứ tư là các bạn được vào hai khóa học trước để xem các bài giảng của các thầy. Và thứ năm là các bạn học được 5 đường nào mới anh em nhé. Bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhá. Đấy về đây mình ấn một cái là con mã này để đi đâu nhỉ? Kỳ lạ, hay là lao mã lên oánh luôn. Lao mã lên oánh luôn, họ ném lên đây à? Ấn một để cho họ về cái chỗ xấu này đi chứ bây giờ mình lao lên đây họ ném lên đây. Ném lên đây. Thì mình lại ném sang bên này mình bắt xe. Cũng được đấy nhỉ anh em nhỉ? Đúng không? Ấn xuống đây để họ về đây. Họ về đây xong họ ném đi họ bắt xe mình. Đúng không? Oanh nhồn. À đúng rồi, giải cứu vừa rồi thừa giải thưởng lớn có nhất là 48 triệu đấy anh em. Nhất 48 triệu. Dạo này nhiều giải cúp hay lắm anh em. Thế mới đều nhiều giải cúp hay lắm. Đi lung tung là nó đấy con bão văng kinh quá các bạn ạ. Các bạn ạ. Lại ra đây. Đây để chém đây. Ê. Mão leo kinh quá anh em. Mão leo kinh quá anh em. Mình vẫn đè chỗ này lại mà mình hơn chỗ này anh em. Đúng không? Mình đè con mã này nước sau ra phá mình bắt. Nó khó chịu lắm. Muốn bị cái vị trí ngựa này bị uy hiếp anh em.
Đấy, bây giờ mình đi pháo 4 bình 3 là cái con mã này dễ chết lắm này. Đấy, anh em thấy không? Chim gặp bác chào Mao, chào bác. Chim gặp cô Sơn ca, chào cô. Ai hắc hay quá anh em. Đấy, ra thì mình bổ tất đầu thôi được không? Đúng không? Bây giờ mình mà lao đây thì họ họ lên tượng. Lên tượng. Bổ tất đầu. Lao đây họ lên tượng, ra đây bắt họ cũng lên tượng. Đúng không? Bổ tất đầu hợp lý rồi đúng không? Như thế này mình hơn người ta một tí đúng không? Hơn người ta một tí rồi mình lên pháo mình đóng vào đầu thôi. Hay là tiến con pháo này lên bắt tốt biên cho họ thúc lên nữa nhỉ, hợp lý hơn đấy đúng không? Hay bắt con xe này cho cái con xe này nó vị trí xấu ấy. Họ ấn xuống đấu à, không hay lắm đúng không? Không hay lắm. Vâng, xin chào bạn Thái Dương nhá. Tiến lên cho lên cho mình hay ra đây đấu con xe đi. Con xe này đứng vị trí khó chịu, đấu con xe thì bớt đi, lên xe đóng vào giữa phản nhập trung vào. Đấy, mình đóng vào đầu đấy, 80 cuộc cần nên làm anh em đúng không? Thứ nhất là đưa pháo vào đầu này, thứ hai là đâm pháo rác này, thứ ba là pháo ba tác dụng này. Đấy, kệ thôi, nó ăn sang thì kệ thôi, mình cứ đóng vào đầu mình quánh được không anh em? Đúng không? Hay là họ vụt sang bên này à? Vào đây đấu đi. Đúng không? Cái con xe này nguy hiểm quá, đấu bớt đi. Đấu bớt. Đó này hòa tiếp là được, mình hơi ưu thế hơn chứ. Mình ưu thế hơn chứ. Hình này là mình ưu thế hơn. Đóng vào đầu này là mình như thế hơn, xe mình nổi hơn, mình có thể pháo đầu hơn đúng không? Chính người ra đây mình bắt tốt trước đã rồi mình đóng pháo vào đầu sau hay hơn nhỉ? Ra cái lộ cướp cái lộ này không cho xe người ta ra thì hay hơn. Đấy, mình vật tượng được không? Cái nước vật tượng này cũng nên nghiên cứu được không? Vật tượng nhá. Vật tượng này. Chạy xe ra nước. Thoái xe về hai nước. Có lên đây. Lên đây mình thúc tốt lên. Hay giật xe pháo nước. Vật tượng. Ăn ăn xuống bắt pháo. Họ giật pháo về bắt. Ăn xuống bắt pháo. Họ giật pháo về bắt. Mình chạy pháo qua đây hỏi cục. Có xuất tướng. Mình chiếu tướng thượng lên. Mình thoái một. Họ tiến xe lên. Lên đây. Có được không? Vật tượng. Ăn lên chém xuống bắt pháo. Họ thoái pháo về bắt. Mình chuyển pháo qua lộ bên này mình bắt cục. Họ xuất tướng ra. Mình đâm chiếu họ thượng lên mình thoái về một nước. Xe pháo mình quánh được không? Được cái anh em này đúng không? Pháo đâm đây thì mình về tượng đúng không? Quánh thử nhá. Đột phá cũng giành luôn. Đột phá cũng giành luôn anh em. Nó về pháo bắt xe rồi. Pháo xe mình chuyển qua pháo qua làn bên này mình hỏi cục. Anh em này. Đấy, mình có nước chuyển qua làn được cục. Đấy, mình đánh xe pháo tốt đầu. Đấy, tính là đánh xe pháo tốt đầu đấy nha. Nhưng đánh đòn này hơi mạo hiểm, anh em. Đánh đòn này hơi mạo hiểm. Đúng không? Họ hơn cây mà.
Thế bây giờ họ phải xử lý con pháo chứ, đúng không? Mà xử lý con pháo thì mình đánh cho tướng nó bật ra ngoài thôi. Đấy, mình ăn này bằng cây rồi anh em, đúng không? Qua xương đúng không anh em? Chiếu đây thì mình còn về tượng, bây giờ mình thoái pháo về đằng này được chưa? Thoái pháo về hai nước, hay mình về tượng trước, họ bình vào đây bắt ngay đúng không? Bắt đành thoái hai nước thôi. Nhưng mà đánh như này thì mình hơn được đôi tượng, nhưng mà mình kém tốt đấy. Mất hết tốt anh em. Thế mới quan trọng. Bây giờ mình chiếu cho cái. Chiếu cho cái hay là vào đây bắt nhỉ? Vào đây bắt pháo đi đúng không? Chạy qua đây hỏi cục. Được chưa? Chạy qua, qua, qua theo mình treo tượng lên. Hay thôi mình giật về đây. Cứ đứng đẩy lại đúng không? Đấy, thế là ngon rồi anh Vâng, xin cảm ơn bạn Sái tiểu tử, Sái tiêu tử nhá. Nha này mình lấy mình giật về đây mình bắt cho mình ăn con tốt đã đúng không? Đang bắt xe. Chém một tốt này đánh xe phó tốt này đi đúng không, đúng anh em? Ôi dồi, sương quá đấy, mình vẫn còn sót con tốt này mình đánh, họ khó chịu lắm đấy. Họ khó chịu lắm đấy anh em. Xúc phong tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em ạ. Mình bắt con này đi, chết con tốt này, tốt chạy vũ chiếu ăn pháo đúng không? Qua đẹp choài bắt hết đúng không? Chung cuộc tìm con yếu tấn công anh em chim gặp bác chào Mao chào bác, chim gặp cô Sơn ca chào cô, ai hát hay quá anh em. Đấy, thế là xong rồi. Xong rồi anh em. Nguyễn Văn Văn xong họ phim rồi. À, kiếm ăn tốt à. Ghê nhỉ. Chém đây thì họ ăn đây. Mình ra đây không cho ăn sao nhỉ? Đây, cho họ lại vào, họ ra đây họ bắt hết. Ê, ghê, nhưng mất con tốt thì phí quá không được rồi. Ăn đây, họ ăn đây. Mất con tốt thì chết, đúng không? Thì còn đánh đấm gì nữa, đúng không? Cả nhà cái cửa con tốt. Hay quá nhỉ, tự nhiên lại có nước bắt tốt đây mới đều. Ăn đây rồi chém đây. Mình hơn được hờ họ cái gì. Xe pháo đôi sĩ đánh nhau thấy đấm tốt ăn lên. Đâu có làm gì rồi, họ vẫn ăn lên như họ có khác gì mình đâu. Ra đây họ bình ra đây. Họ hỏi hết.
về tượng, họ bình vào đây họ hết. Thế có đều không? Chiếu đây cái lên sĩ à? Chạy, chạy pháo qua đây được không? Hay chạy xe qua đây? Ở chỗ này không không cần tốt đâu, mình đánh xe pháo rồi không cẩn thận để mình ăn hết sĩ lọ cũng thua đấy anh em. Chiếu cho thượng lên trong ăn sĩ đúng không? Chiếu. Gọt hết đúng không? Quê tôi nói vang cả mắt ra rồi. Làm nốt đúng không? Nốt. Đấy, mình giật về đây được chưa? Giật về đây thì họ giật pháo về. Giật pháo về. Hay giật về đây. Đấy, ván này mày họ chọc đầu rồi là họ khó chơi với mình lắm. Ra con tướng đã, đúng không? Mình hơn đội họ đôi sĩ mà. Đúng không? Mình đánh xe, xe pháo trung lộ là họ nguy hiểm đấy. Đấy, giờ mình chiếu cho một cái. Xong mình giật, giật thì bắt tốt. Được không? Chiếu để cho con tướng ở dưới. Đây là một cái kinh nghiệm. Khi mình xe mình nổi trên không là cho con tướng ở dưới, dưới đáy. Anh em nhá. Đấy, mình chiếu đây mình không chế được được xe pháo họ là họ thua rồi đấy anh em. Đúng không? Họ mà để mình chiếu đây mình không chế được xe pháo họ là họ thua rồi. Xúc vọng! Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em. Giờ mình thượng tướng lên. Các bạn biết thượng tướng lên để làm gì không? Để đi pháo 3 thoái 4 này xong chui vào lõi. Anh em ạ. Pháo 3 thoái 4 này, pháo 3 thoái 4 này, xong chui vào lõi. Lò chết cây mình luôn đấy, tôi bảo rồi. Chim gặp bác chào Mao chào bác, chim gặp cô Sơn ca chào cô, ai hát hay quá anh em. Nguyễn Văn Song ngọ phim. Vâng, xin chào anh Thái Trang nhá, chúc anh một buổi chiều vui vẻ nhá. Đấy, năm rồi, năm rồi, anh em đâu? Năm rồi. Thông thường là xe pháo mà có sĩ tượng ấy là sẽ thắng xe pháo không ấy, xe pháo tướng Trần đấy. Bạn chịu hấp ạ. Nhiều ván trong giải toàn quốc có thắng rồi. Nó có cái lợi hại đó, nó có bộ sĩ tượng là nó có ngòi anh em nhé. Nên ra đây bắt là xong rồi thì đúng không, ra đây bắt là xong rồi thì sao mà đỡ được đúng không anh em. Đấy, bốp 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 điên ốp ngay. Bốp bốp điên ốp ngay. Bây giờ chúng tôi đánh pháo thủy đề không cần nhiều, chạy xe vào giữa đánh pháo thủy đề, đánh xe pháo thủy đề hoặc là rút lui pháo về đánh ẩn và con sĩ của anh cũng thắng anh em nhá. Đấy, mình ra đây chiếu một thụt vào đây sao đỡ được đúng không? Anh em. Sao đỡ được? Ai? Sao mà đỡ được anh em nhỉ? Mình vào tướng là xong. Vào tướng là xong anh em.
Đấy, vào tướng sau đó vướng mặt tướng luôn. Không thể đỡ được anh em, không thể đỡ được. Chúng tôi đánh cực kỳ khoa học anh em. Mời anh sang lớp bông nem luôn. Chúng tôi đánh tề quá anh em ạ. Đấy, đi sau chúng tôi lai bình phong mà được. À, anh này đi cướp nghề của chúng tôi. Sợ quá. Anh này đánh nghề cướp nghề của chúng tôi ngay anh em ạ. Thế mới đều. Anh này cướp nghề của chúng tôi thế mới đều. Học viện Thăng Long Kỳ Đạo có bài phá quá cung pháo chỉ có 11 bài anh em nhé. Đánh rất hiệu quả. Các bạn nhìn thấy cái quá cung pháo thì nó có cái đường đường mã 3 tượng 3 top 3 này yếu này. Thì các bạn thọc cái con xe xuống hàng này các bạn đánh này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thì người ta khả năng người thông thường người ta sẽ lên sĩ. Thì các bạn tung cái con ngựa lên này. Nước sau các bạn chuyển hết pháo sang cái cửa bên này các bạn đánh. Tập trung vào cái lộ mã 3 tượng 3 này mà đánh. Đấy, các bạn cái lộ mã 3 tượng 3 là cái trông thế thôi. Nó lại là cái điểm yếu nhất của quá cung pháo đấy nhỉ. Đấy, anh em thấy không? Nó lại là cái điểm yếu nhất của quả pháo đấy, ăn ăn thôi đúng không? Xong chúng ta cứ sang đây chúng ta ngắm thôi đúng không? Nó vẫn cứ sang đây chúng ta ngắm, họ phải lên tượng lên mã bình thường mình quánh thôi anh em nhá. Đấy, lên mã bình thường mình quánh thôi. Đấy, mình ra hết cây rồi em, mình ra hết cây rồi, đấu đi mình đấu đi thôi, ngại đâu đúng không? Không ngại đấu đi, xong rồi mình ra đình bắt chạy đâu cái chỗ này anh em. Đấy, cái đấy, bây giờ người ta đi trước bằng cây cái cối người ta lỏng lỏng không anh em. Đấy, mình vật lên đây mình quánh lần là góc bên này là đảm bảo là dễ nằm rồi đúng không? Cánh bên này yếu mong manh lỏng lẻo đúng không anh em, cực kỳ lỏng lẻo ghê lắm anh em, lỏng lẻo ghê lắm anh em. Đấy, mình đâm chiếu đi được không, xong mình thọc lên bắt ngựa là xong, mình chuyển làn đây, nó gọi là nước cờ chuyển làn anh em, chuyển làn anh em. Đấy, chuyển làn đấy. Đấy, mình qua đây bắt tượng là xong này. Đấy. Xuống nghe anh em. Xuống qua anh em. Vâng, xin chào Trần Duy Tuấn nhá. Đấy, anh em thấy không? Học viện Thăng Long Cửa Đạo Võ Đạo có bài phá qua cung pháo chỉ có 11 bài thôi. Rất hiệu quả. Anh em nhá. Bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhé. Đấy, chết xe rồi. À, phải về sĩ. Ồ, lên này thì giật về đây thì chết xe bên này, nên kỳ cực kỳ lạ quá anh em, kỳ lạ quá. Đấy, các bạn mấy buổi nghề của chúng tôi là quá cung pháo mà các anh lại dám đánh quá cung pháo của chúng tôi và quá lạ anh em nhỉ, đúng quá lạ, nghề của chúng tôi là quá cung pháo thôi mày lại dám đánh quá cung pháo của chúng tôi chết không chứ lại. Đấy, còn nó lên con ngựa bên này thì các bạn, người ta lên con ngựa bên này các bạn cứ mở cái F-13 lên anh em. Vâng, xin cảm ơn bạn Mai Văn Thái nhá. Đấy, mình cái F-13 lên như như kiểu trung phái F-13 ấy. Đấy anh em bạn không, chúng ta lên con ngựa biên này. Người ta thúc con tốt này lên thì mình lại thao 8 tới 4 này. Đấy các bạn ạ, nó ra đánh giống cái trung phái F-13 ấy. Đấy, vào đây thì kệ thôi, vào đây thì có thể mình bỏ. Anh em có thể mình bỏ, mình quật qua đây mình bỏ. Mình bỏ đi mình quánh cho nó tê. Anh em. À, cái nước cờ đề, cái nước vào đây không 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 phải là mình bỏ một qua đây chưa chưa đúng, cái nước này cờ này chắc chắc chưa bỏ được, phải lên tượng như chị bỏ vội quá, hơi tí là bỏ sợ quá anh em đúng không, sợ quá hơi tí là bỏ, hơi tí là bỏ. Đấy, cái khóa cung pháo này nó có cái ưu điểm là cực kỳ chắc chắn mà nó lạ, lạ đối phương không thuộc là mình oánh ngủ liền luôn anh em, nó lạ lắm anh em, nó lạ ghê lắm anh em. Đấy, đi cái nước cờ này là chưa biết có hay không nha, đi cái nước cờ này thọc xuống đây đè 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 con này lại, không cho lên này, đúng không? Đấy, không cho lên nữa. Đấy, cho lỏng lẻo cho đi. Ô, mình có nước tiến pháo đây hay quá, mình quên không tiến này. Ô, tiền pháo đây bắt bắt mã hay quá này, đấy nhầm đấy anh em, đấy họ quên nó lên sĩ rồi, họ lên nhanh quá, nhưng mà mình tiến pháo lên mình bắt mã là chết ba luôn, không chết nhưng họ sẽ lo lắng, họ phải lo lắng anh em, họ phải lo lắng vội quá, nước cờ đấy vừa đi hơi vội, thọc con pháo bắt con mã cái là họ lỏng, họ phải vào xe giữ cái con xe, họ xuất ra mất công vào.
Đấy, này là cờ mình ra hết cây đây anh em. Nó cứ thế bầu ánh thôi. Đấy thì mình có thể mình lao đây bắt pháo đi. Được không anh em? Đúng không? Bắt ngay chứ để sợ gì các anh chúng tôi không bắt. Xúc vào. Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông và trên lưng cong oăn, nhưng vết roi vẫn in hằn nài hát hay quá nhỉ. Giật về đây bắt ngựa đâu anh em, đúng không? Giật về đây bắt ngựa đâu anh em. À, cái nào cũng lên 9.3 hết bạn Dũng Phan, cái nào các bạn học cái nào cũng được, cứ miễn các bạn phải thạo bạn Dũng Phan nhá. Vì là nó hợp với mình, nó hợp với mình, quan trọng nhất nó hợp với mình. Tại vì ví dụ cái mình là cái người mà thích phòng thủ, mà mình đi học cái cuộc đối công thì là nó không hợp. Vì các bạn thích đánh cờ phòng thủ và chắc chắn thì các bạn phải học những cái khai cuộc như khóa cung pháo này, phi tượng này, khởi mã này, thúc tốt này. Đấy, còn bạn nào mà thích đối công thì phải chọn những phan pháo đầu đối công. Đấy, ví dụ như thế. Thứ nhất là nó hợp mình, chọn nó có rất nhiều bài, nhưng mà các bạn phải chọn cái bài nào nó hợp với mình, chứ không phải ai cũng đánh được như nhau đâu. Có người thì đánh được pháo đầu nhưng có người không đánh được pháo đầu đâu anh em. Có người thì đánh được pháo đầu nhưng có người họ không đánh được pháo đầu anh em nhé. Đấy thì mình lên đây mình đánh để mình cái quan trọng nhất là mình giúp đỡ anh em kỳ nghệ thăng tiến thôi anh em nhé. Mình lại nảy con ngựa lên mình bắt pháo được không? Lợi lợi nước quá anh em ạ, đúng không? Lợi nước quá rồi đúng không? Lợi nước quá anh em. Thực ra ở huyện Thăng Long Kỳ Đạo ấy thì có rất nhiều đòn đánh, trung pháo tam binh, trung pháo thất binh, khởi mã chuyển pháo đầu, thúc tốt, khởi mã phi tượng, bình phong mã, phản cung mã, thuận pháo. Đấy, có rất nhiều bài nhưng quan trọng nhất là các bạn phải biết chọn những cái bài nào nó hợp với cái sở trường và trình độ của mình anh em. Nó hợp với sở trường của mình. Đấy, họ chán quá vứt cờ đấy. À, mỗi cái nó có cái hay riêng bạn Trần Thanh Minh ạ. Mỗi cái nó có hay riêng. Xí giác pháo thì để khóa sau bạn Trần Thanh Minh nhé. Xí giác pháo phi đao phi xí giác pháo thì để khóa sau tôi tập cho anh em nhé. Khóa này thì đang thì mới tập phi tượng anh em nhé. Đấy, chỉ là pháo thì khóa sau bật trận đánh binh nhá. Đấy, mình cứ thế này mình hoành thôi, các bạn tập cái gì cũng được, cứ biết là các bạn phải thạo đấy, nó phải thạo và đánh thắng nhiều hơn thua, và đã phải đánh. Ví dụ như các bạn tập một cái món ví dụ như là bình phong thất binh chẳng hạn, mà bạn đánh cứ thua nhiều hơn được là không hợp rồi, là không hợp rồi, là không hợp rồi, lại phải xem lại anh em nhá. Nhiều bạn đánh một trận mà cứ thua hoài không hợp, mà cứ đánh mãi đánh 3 4 5 năm 7 năm vẫn thế. Phải đổi chứ, phải đổi những cái đồ chiêu nào nó hợp với mình chứ, đúng không anh em? Anh em nhá. Đấy, họ vào đây thì họ đã dùng cái con pháo họ dòm vào cái lộ này rồi anh em. Thì mình đừng có lao con ngựa lên bên này mà mình nhảy lên biên thôi anh em. Đúng không? Đừng có lao vào nó gọi là đừng lao vào hỏa lực. Đừng lao đâu vào hỏa lực anh em ạ. Đấy, anh em nhá, thì nó có một cái chiêu đấy. Tức là họ đã đánh vào đây cái điểm đấy rồi. Đấy, đây nó có một cái chiêu nó gọi là phế tốt tranh tiên. Thì tôi tập cho các bạn để các bạn biết là mặc dù mình mất một con tốt biên nhưng mà mình sẽ lợi được một cái nước phế tốt tranh tiên. Trong cái khai cuộc nó có nói đây, đó là cái nước ở này, này. Mình biến cái con mã kém phát triển này trở thành một con mã đẹp anh em. Đây là có đòn nó gọi là phế tốt tranh tiên để mở đường cho mã lên. Cái biến một cái con mã này kém phát triển trở thành một con mã lao lên thành con mã tấn công và chấp nhận kém một con tốt qua sông. Nhưng mà cái con tốt biên này qua sông thì nó vô hại anh em nhé. Đấy, 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 đây đây là một cái chiêu mà xin chia sẻ với các bạn một số cái bí quyết để tranh tiên anh em. Cuối 9.3 thì tôi nghĩ là bây giờ thời đại bây giờ thì công nghệ nó phát triển, tôi nghĩ là phải đầu 1.1 với đại tá. Cuối 9.3 vẫn chưa đại tá đâu. Tại bây giờ tôi thấy học viên của tôi toàn 1.1 thì 9.3 nhiều lắm. Mà bảo em vẫn chưa thi đấu được ai thì thầy ạ. Đấy mà mình mới bây giờ cái xã hội bây giờ nó phát triển lạm phát nhiều quá hay sao mà bây giờ cái nấc của thi thiên được kỳ nó bị trôi
nó bị trôi, nó chưa chỉnh, nó chưa chuẩn xác lắm. Đấy, thời địa thời lại bây giờ đầu 1.1 mới là đại tá các bạn. Đấy, chứ không phải 1.1 là tướng đâu, không có đâu. Nhiều, tại vì tôi nhiều, nhiều viên tôi 1.1 lắm rồi mà bảo em vẫn chưa thi đấu đủ quốc gia anh em. Đấy, đấy cho nên anh em nhớ lạm phát, bây giờ chính sách nó lạm phát rồi. Đấy các bạn ạ, không phải anh này anh bị rớt mạng, như rất tiếc là anh này bị rớt mạng. Cái trận cờ này hay lắm anh em, cái nước phế tốt này ăn sang này, mình nhảy con mã 1 tấn 2 lên đẹp đẹp choai quá anh em, mà cuối cùng anh này anh lại rớt mạng phí quá anh em. Quạc phải làm ăn này à? Chơi cờ chơi chơi bời kiểu gì đây, chưa vào đã thua rồi à? Lại một người nữa giống như anh, tí nữa lại một người nữa giống như tôi chết à. Nhưng đi chung phải hơn nữa bạn ấy, chắc các bạn không đánh thôi, bạn đánh thì bạn phải 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 hơn 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 đầu 1.1, làm sao bạn đầu 1.1 đấy đi trước mà lên tượng lên sĩ là các bạn ấy khóa cũng pháo chắc không. Nhưng mà đi theo cái kiểu này thì xe nó ra hơi chậm anh ạ, xe nó ra hơi chậm, lãi làm gì đâu bạn. Quan trọng nhất là làm sao chia sẻ anh em mấy đường kiếm hay đúng không anh em, thực ra là quan trọng là chia sẻ với anh em mấy đường kiếm hay thôi thôi. Đấy, mình lên sĩ lên tượng rồi được không, chỉnh thể hình cơ tốt thôi. Đấy có bạn bảo em 9.3 9.3 ra mà vẫn ba nước với một ngựa mà anh vẫn chết. Bảo thầy chỉ cho em với mà chả biết chỉ thế nào anh em ạ. Đấy có đều không không biết chỉ thế nào. Đấy, mình là thọc nơi mình ngoánh này. Đó, cứ đánh bắt đầu họ lộ điểm yếu dần là họ yếu chỗ nào mình ngoánh như đấy anh em. Bây giờ chắc họ phải về pháo đây đúng không? Về đây mình lại xuống đây này. Mình cứ dã hết vào trung vào tượng, đột phá không thành anh em. Cứ đột phá không thành đây anh em. Anh Nguyễn Anh Bảo bây giờ anh vẫn còn 9.1, anh có đánh nhưng chẳng qua là bạn không đánh lên, không chịu cày lên. Nhưng mà nếu hàng kiện tướng người ta cày lên hết sức, người ta phải 1.2 anh em, người ta chịu khó người ta cày, ngày nào người ta cày cày để lên danh là cũng phải 1.2 anh em, là cũng phải 1.2. Vụt vào chiếu ăn tượng lên, vụt vào chiếu cái nữa thì họ đấy, mình lại ra đây có được không nhỉ, mình ra đây để mình đâm đâm rác đúng không anh em đồng ý không? Đúng không? À, được rồi. Ông đi qua thì bà vừa tới anh em. Ông đi qua thì bà vừa tới. Đây nó gọi là ông đi qua thì bà vừa tới. Đấy, anh Đinh Tú là anh tiệm cận của kiện tướng. Anh cố gắng là anh có thể được kiện tướng. Tại vì kiện tướng thì nó xét theo cơ sở là top 10 trong các giải đấu lớn. Anh em, đấy mình vụt vào đây ngon rồi đúng không? Vụt vào đây một cái nhá. Tượng ăn lên nhá, vụt vào đây một cái nhá, xuất tướng vụt ra đây nhá. Thế là đổi cây mình hơn hẳn đôi 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 mã rồi đúng không? Đúng không? Đổi cây mình hơn hơn hẳn hẳn hẳn, hẳn đối tượng đúng không? Đâu thiết thiết tự kỳ người ta đánh nhiều chứ bạn, Trần Thanh Minh đánh nhiều chứ. À, anh Nguyễn Hồng Lâm anh mua kiện tướng lâu rồi bạn, anh Nguyễn Hồng Lâm Lâm người mẫu thì anh kiện tướng lâu rồi. Anh Nguyễn Lâm là anh cũng được kiện tướng rồi, anh thừa sức anh đánh được kiện tướng. Anh kiện tướng lâu rồi. Chẳng qua đợt này anh ấy không không đánh cờ chuyên nghiệp nữa, anh chuyển sang công tác giảng dạy. Đúng rồi, quan trọng nhất là các bạn cứ ra ngoài các bạn chiến. Các bạn cứ ra ngoài mà cứ ít người vỗ vai là các bạn thành công. Đúng không? Cứ ít người vỗ vai là các bạn thành công. Thế bây giờ nếu mà mình đánh nhân giản ăn đây xen vào ăn vào mới ra con xe này nữa là cờ mình ngon đấy anh em, đấy là cờ mình ngon đấy. Còn trượt thứ hai mình đâm chiếu giật về mình lại thoái hai thì mình không ra được xe đúng không anh em nhỉ, đúng không? Rồi ra xe đánh này cho chắc đúng không anh em? Nếu phải ăn vào chứ, ăn vào mình xuất xe ra mình ra hết xe cộ, mã thoáng hết rồi anh em, đúng không? Đấy là đẹp trai rồi, chính là lên tượng may hơn nhỉ? Đi ra xe sớm quá họ có nước cờ vật pháo lên đây. Có nước cờ vật pháo lên đây, vật pháo lên đây chả thấy gì.
không phải sợ gặp khách mà người ta cũng biết được rằng là cái leo ở lên đây cũng chỉ là luyện tập thôi. Người ta thực ra là người ta muốn cái đích chương trình là người ta luyện tập, người ta thử đường đao mới anh em. Đúng không? Bây giờ các bạn lên thần 1.3 các bạn vào giải toàn quốc các bạn đánh top 50 thì vứt làm cái gì, đúng không? Nó chả nói lên điều gì. Nó chả nói lên điều gì anh em. Cái này là họ lép mình nặng rồi anh em. Mình thọc đây mình khống chế bộ xe mã này nữa là liệt liệt vị luôn. Anh em thọc con xe tấn 7 khống chế bộ xe mã nữa là liệt vị. Đấy, họ đi này là đúng rồi, không mình thọc đây là chết. Đúng không? Mình lên đây thôi. Nếu mà muốn đánh cẩn thận mình lên đây. Anh em, đúng không? Mà đánh dần dần anh em. À, cờ nhanh cờ chớp thôi. Cờ tiêu chuẩn thì nó khác. Cờ tiêu chuẩn nó khác. Thôi ăn thôi anh em, đúng không? Họ lao đây thì mình khép vào đây, mình khép vào hai nước thì họ đâu có đánh được gì mình. Họ lao đây mã lao mình xem đỡ được hết, không sợ. Không sợ đâu. Xe mình đỡ được hết. Ăn đây ở lao đây. Xuống được không? Xuống mà chuyển qua bắt tốt à? Hay vào đây giữ? Vào đây giữ đây anh em nhỉ? Đúng không? Chuyển qua đây bắt. Chuyển nào được? Hay là vào đây? Vào đây gô cổ, vào đây bạn đang đi bắt ngựa. Đó, nhân dân này đó lép mình đối tượng là phải nằm như đúng không? Là phải nằm. À, 1.3 thì chắc là anh ấy nghiên cứu nữa. Tôi nghĩ là trình độ anh Lâm thì anh lên được 1.2, trình độ anh Lâm người mẫu là anh lên được 1.2. 1.3 chắc là do anh ấy nghiên cứu. À, định lao ngựa ông đây bắt 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 bắt, bắt, bắt xe bắt cục rồi anh em. Anh này chơi dại quá. Anh này chơi dại quá. Đấy, tôi bảo đấy. Cho nên là mình chỉ nói là cái tướng quốc gia nhà mình là phấn đấu được là nếu đã nhất tay lên được 1.2. Còn đầu 1.1 thì tôi nghĩ là vẫn là đại tá đấy, chưa 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 là tướng được. À, chính là ăn con mã đi cũng được. Ăn con mã đi xong rồi xe ăn lên chém mã về tốt bắt đôi xe. Cũng được. Cũng được đấy anh em. Đúng rồi, cũng được, cũng hay đấy bạn Dũng Phan, cũng hay đấy. Chém con mã đi xong giật mã về tốt bắt đôi xe. Anh em. À, ra đấy à. Ra đấy mình vào đây mình khống chế được không? Anh em. Ném đây à? Ném đây mình ăn đây thôi đúng không? Đấy, vào đây mình khống chế là chết rồi. Là thua rồi. Thua chắc. Không nữa. Đấy, vì họ cố gắng, họ đang tính là họ ném đây đi. Ném đây mà mình ăn lên xe là chiếu hết rồi. Bây giờ mình lao ngựa lên mình bắt xe được không? Hay ăn về đây. Ăn về đây họ ném đây. Ném đây mình chém đây. Ăn về đây bắt mã này, ăn về đây bắt mã thì họ ném đây họ khỏi cục, mình chém xuống 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 đây, họ lao chiếu mình xuất, chém đây chiếu mình thượng, ra đây chiếu, được chưa không? Hay lên đây bắt xe, lên bắt xe là họ phải thoái đúng không? Thoái về về đây.
cho họ thoái về đúng không? Nếu đánh này chắc nhất rồi nhỉ. Mình có cái con C3 này mình giữ được chiếu rồi. Đấy, mình cứ khống chế này nó phải nằm như sau thoát được luôn. Khống chế này nó phải nằm như. Nó giật về đây thôi. Giật đây mình chém thẳng mã về đây cũng được. Được không? Hay chém mã vào giữa. Chém mã vào giữa, ăn xe vào, chém lên bắt pháo. Cũng được đấy đúng không? Chỗ này nhiều đòn oánh lắm rồi. Chỗ này đánh đâu cũng lép anh em. Đêm đều, đánh đâu cũng lép. Ăn về đây cũng được, ăn về đây ăn ra, mình chém lên bắt pháo. Đúng không? Cây mới hơn tốt, hơn nhiều tốt lắm. Hơn đối tượng hơn tốt là họ nằm rồi. Họ qua đây họ bắt xe thì vào đây bắt pháo này. Anh em đúng không, mình ngay là họ nằm rồi, khó đỡ lắm. Chiếu thì mình lên tượng của mình về sĩ thôi đúng không anh em. Hay mình lên tượng trước đi. Xuất tướng cho lên sĩ à? Hay giật về đây đi. Lao ngựa tới. Chiếu mình về sĩ. Ghê nhỉ. Thúc tôi đầu lên được đấy này, mình hơn đối tượng, hơn đàn tốt là mình thắng rồi. Đánh khéo là thắng anh em nhé, đánh khéo là thắng, đánh khéo là thắng anh em. Mình vào rồi đúng không, ăn xong mình ăn vào, mình có hai xe cơ mà đúng không. Ôi người ta đi xe vào mồm mình này, người ta đi xe vào mùa mình từ nãy giờ mà mình quên đấy, cứ mải mê. Sợ quá anh em, đánh cờ này chết. Đi cá xe vào mùa mình mà quên không ăn, đánh cờ này chết nguy hiểm quá. Xúc vào. Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học. Thúc tốt thì mình cứ lên đây thôi. Cái đòn thúc tốt này cũng là một trong những phương án chính quy có thể đỡ được. Và có cũng pháo đấy nhưng mà phải thuộc bài anh em ạ, không thuộc bài nó khó chơi lắm. Ừ, thì mỗi cái thực tế bao giờ là nó cũng hay hơn bạn trung chính, cái thực tế bao giờ nó là hay nhất bạn trung chính nhá, thực tế bao giờ là nó còn là hay mà. Đấy, người ta cứ đi loanh quanh này là chốc là người ta lỏng lắm anh em nhé, chốc người ta lỏng lắm. À mình nick của mình toàn leo danh thua tụt xuống đấy bạn Nguyễn Minh Hiếu ạ. À, không không lên nhiều một thần 1.2 đâu.
Đây là thọc xuống lao ngựa lên, hay không nhỉ? Lao ngựa lên là bình pháo vóng bắt, thế đấu xe đi. Lao đây, giật về đây đấu xe, thúc về đấu xe, chọc xuống lao ngựa lên bắt, bình pháo vào bắt, chém đây, ăn pháo lên, ngoài lắm, chưa chữ được. Thúc từ đầu chỗ này mình đi, cái chỗ này có cái gì sai sai anh em, hay giải quyết bớt con này đi. Ngựa này vòng về cung đúng không? Vâng, xin cảm ơn một bạn giấu tên đâu của bệnh viện viên 50k cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Hay thì mình chạy ra đây trước đi. Họ có nước ở chọc xe này, mình đi ăn xe ở đây hơi vội. Đúng không? Chọc xe đây. Chọc xe đây, vòng mãi về cùng. Ê, mình ghê. Đi hơi vội cái cửa này. Trông như không lấy gì mình đâu, vòng về đây là em, vòng về là sang bên này là hết hết trò về anh em. Vâng, xin cảm ơn bạn xuất Bắc nhiều nhá, chúc bạn buổi chiều vui vẻ. Em vòng về đây đúng không? Thúc có tốt để lên được không? Không cái nữa ăn đây, mình thúc cái nữa nhảy lên đây, nhảy đây mình rẽ ra ấy, đúng không? Thúc con này lên, à thúc con này lên nó ăn, à ăn mình đóng vào giữa mình bắt được cái đúng không? Trung Quốc nó xét chuẩn chứ mình xét chưa chắc là chuẩn. Mình xét chưa chắc là chuẩn, mình chưa có cơ sở để xét hello anh em. Bỏ ngay ghê, đánh cờ anh này, đánh cờ ghê quá anh em, bỏ ngay luôn. Bật lên được không, hay là lao ngựa lên nó ném đây là mình nằm này đúng không, mới lao lên đúng không, ném đây mình lên ngựa là phải bỏ lại. Bán này đánh hơi sai đấy anh em, đánh cái gì sai sai đấy đúng không? Bán này mình ăn trong xe mà tốt đầu không cao, không cao, con xe đấy đứng đấy thôi, không cao đúng không? Ăn xe tôi đầu không cao. Nói như này thì họ lại kém mình cây thì họ lại nguy rồi. Họ nói như này thì họ lại nguy rồi. À họ ăn pháo à? Họ ăn pháo thì họ còn gì ngựa đánh chơi đâu đâu luôn. Đúng không anh em? Vật lên thôi. Ăn đây thì mặc cỏ đúng không? Hay mình lao lên là chém luôn. Đúng không? Rồi rồi. Ăn đấy thì mình vỗ chiếu được chưa? Trông này thôi, mình chưa chắc ăn được mình đâu, anh em nhé. Trông như này thôi. Chứ mình ra đằng này càng mát đúng không anh em? Họ là họ ra pháo đây à, họ ra pháo đây mình chém lên đây có sao chứ nhỉ, đúng không? Mình chém lên đây thì họ rút mã về đâu, rút mã về đây à, đây mình lại lao lên đúng không? À, bỏ bỏ liệt sĩ ghê quá, chọc hết ghê quá anh em.
Em sung tướng, tưởng cái gì đúng không? Sung tướng à, đang bắt à? Bắt thì mình họ chiếu xong rồi, xong xong rồi họ chiếu xong rồi rồi họ mới bắt bắt xe đi chiếu, họ có nước chiếu à, ra màn, có nước cửa để ra màn quá nhỉ. Sung tướng chiếu mình ra pháo đúng không? Ồ, ván này thua rồi. Ván này thua, ván này mình đi sai. Mình đi ăn phe vào giữa thấp quá nhỉ. Chiếu đi lên sĩ. Nước vòng ngựa phải cao thế nhỉ. Vẫn bình hàng đầy vẫn thua rồi. Không đỡ được. À đây bạn Trần Phương, bạn kết bạn Zalo với mình đi rồi nói chuyện. Bạn Trần Phương nhá. Thôi sao lớp bóng ném rồi anh em. Ván này chủ quan, ván này đi đi sai lầm chung cuộc rồi. Ván này tham ăn có tốt đầu quá đúng không? Ván này ông này ông đánh cũng cao đấy, ông này ông đánh cũng cao đấy, ông này ông đánh cũng cao đấy nhỉ. Được rồi, chúng ta quay trở lại lợi hại hơn xưa đúng không? Anh em, chúng ta quay trở lại lợi hại hơn xưa đúng không? Ván vừa ông này ông đánh cũng cao đấy, bình phong mã lưỡng đầu xà ngay, bình phong mã lưỡng đầu xà ngay anh em, thế có đều không? Đê có đều không à, mới là vào lớp bóng đá có một phát chúng ta thắng 8 phát và chúng ta thua một phát ăn thua gì anh em. Nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận là trên mạng cũng phải thiên nhân dân như thế là tài chứ, vào gặp ai thắng à đúng không, vào chẳng nghe vào gặp ai cũng thắng chết đấy, đất không có cao thủ đúng không anh em, thắng nhiều hơn thua là được rồi anh em. À, như này là cờ mình phản tiên, họ hai cánh mã yếu, họ phát triển này sau này họ khó khó triển khai lắm, phải khéo hai cánh mã rất yếu anh em, nên giữ được. Ôi giời, giữ cái gì quánh luôn cho nó nhanh. À, 9.1 thì thông thường tôi chấp một một ngựa đến 3 tiên đấy bạn, bạn trung chính. Tôi có mấy học viên hay chấp ngựa 3 tiên toàn 9.1 hết. Thế pháo vào được chưa? Đúng không anh em? Kể chính là liệt sĩ hay hơn đúng không? Kể pháo vào hơi hơi sai, liệt sĩ hay hơn. Nên liệt sĩ đã cho nó khỏe. Vòng ngựa về bắt xe được anh em, được anh em, họ ra đây đè mã cái là mình pháo hai thói bột, mình có được pháo hai thói bột này hay đấy anh em. Đấy, anh em thấy không, họ xe khi cái con xe này họ phải chạy dọc chứ, bây giờ họ mà đè mã là mình đi pháo hai thói bột này là chết đấy, mình bắn toàn tập xe luôn đấy. Chỉ cho mai hai tiên thừa sức, chỉ thứ mai hai tiên thừa sức. Đấy, tôi bảo các anh rồi mới không nghe. Tôi bảo các anh rồi không nghe. Xúc phong! Tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em ạ. Đúng rồi, đúng đúng đúng. Tôi thủ quy tắc 5 mặt phạm cương rồi đúng. Bắn vừa rồi thua là tham ăn quá. Đấy, bây giờ mình bắt đây, mình tấn công vào mã 3 tự 3 này anh em. Cái trục này nguy hiểm các bạn thấy không, pháo nó bình ở đây nó bắt là nguy hiểm lắm đấy nhá, là nguy hiểm lắm đấy anh em. Cái cờ này nó đi họ bị va vào mê hồn trận đấy anh em, họ bị va vào mê hồn trận đấy. Bây giờ mình chém lên xe nào ăn, xe nào ăn vào mình bắt con này đúng không?
anh em nhỉ. Xe này ăn vào, mình bắt con này ở bình vào đây, mình ném đi bắt xe. Bình vào đây đi, bình vào đây mình ném đi bắt xe. Hoặc là mình ăn con này đi, họ nằm thì anh em, họ bình vào đây nhá, mình ăn con này, họ ăn mã mình vượt sang mã bên này, tượng ăn lên là mình xin con voi dưới là xong đúng không? Là xong rồi anh em, đúng không? Đơn giản thôi, anh chúng tôi đánh đơn giản thôi, không nhiều, chúng tôi đánh đơn giản thôi. Đấy, bây giờ tượng ăn lên là chính tôi xin con tượng này toát cả rác là chết rồi đúng không? Thực ra khi mà chúng ta đánh cờ ấy, thì nó chỉ cần dính một đòn là chết anh em, nó chỉ cần dính một đòn là chết thôi. Cái này nó bị cái góc này à, vụt xuống mất đôi xe. Không kịp rồi, không kịp. Tại vì vật thì mình có nước chiếu, mình tiến xe lên. Anh em. Không kịp. Đấy, mình đâm chiếu, mình vật sĩ là thua rồi, anh em. Đâm chiếu, mình vật sĩ là thua rồi. Đỡ được. Phá pháo mình phá sĩ, mình đánh bằng hai xe anh em nhá. Đấy, nhiều bạn phải để ý khi có con tướng xa hai con xe mình thoải mái rồi là pháo mình phá sĩ là họ thua thôi. Chim gặp bác chào Mào chào bác, chim gặp cô Sơn ca chào cô, ai hát hay quá anh em. Vâng, một phút quảng cáo, Học viện Tân Long Kỳ Đạo cuối tháng 3 này tổ chức khai giảng một khóa mới. Nếu các bạn tham gia thì sẽ có những cái quyền lợi như sau. Thứ nhất, các bạn được tặng nick Thiên Thiên Tự Kỳ miễn phí. Thứ hai, các bạn được tặng quyển Cẩm Nang Khai Trung Tàn, sách cờ do Thăng Long Kỳ Đạo sản xuất. Thứ ba, các bạn được vào trang web hocco.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay. Thứ tư là các bạn được vào hai khóa học trước để xem các bài giảng của các thầy. Và thứ năm là các bạn học được 5 đường đào mới anh em nhé. Bạn nào mới học cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhé. Vâng, 5 đường đao mới thì đường đao thứ nhất đó là phi đao pháo đổ báo đội song hoành tre. Đường đao thứ hai đó là phi đao phi tượng. Đường đao thứ ba đó là trung pháo phá tiên nhân chỉ lộ. Đường đao thứ tư đó là nghịch pháo phá trung pháo binh ba. Và đường đao thứ năm đó là phản cung mại chính quy anh em nhé. Bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhé. Đấy, mình vật đây đi, đúng không? Là xong rồi đúng không? Đấy, phá sĩ mà anh em. À, họ có nước cờ ra đây ở đấu. Họ có nước cờ họ ra đây ở đấu anh em. Đấu thì mình đấu xe đi, mình hơn sĩ tượng. Mình giật chiếu, mình ăn nốt sĩ tâm là mình hơn sĩ tượng. Đánh bằng cái con top 7 thì là cũng thua. Anh em này. Phế pháo hoa sĩ thì mình đâm chiếu rồi mình tiến xe kia lên, bạn Tuệ An. Đúng không? Họ phế pháo hoa sĩ thì mình đâm chiếu, họ phải thượng, nhưng mình tiến xe kia lên, thoát hết cả hai xe lên. Đấy này thì họ muộn rồi. Mình tiến xe kẹp đây là sao đỡ được đúng không anh em? Đúng không? Muộn rồi. Nước sau mình giật xe chiếu xong mình giật chiếu một cái tiến xe kẹp đây sang đấu à, mình có nước phờ mình móc vào pháo vào đít mới bắt xe đây này. Xe chạy vụt về pháo đây. Còn có cả cái nước cờ này đây này. Ngoài ra mình có nước giật xe chiếu đi. Nó xuống tướng mới ăn xe vào tâm là hết trước. Anh em thấy không? Giật xe chiếu xong mình ăn vào xe vào sĩ tâm.
Thì tôi bảo 9.1 thì bạn bạn tung trinh. 9.1 là tôi chấp từ ba nước lên ngựa, 9.2 đâu có chấp được ngựa đâu. 9.2 mà bạn nào 9.2 non là vẫn vẫn bị đấy, nhiều bạn 9.2 non vẫn vẫn học viên của tôi ra sới vẫn bị chấp ngựa thua đấy, về kêu oang oác anh em. Nhiều học viên của tôi, nhiều học viên tôi 9.2 đấy ra sới bị chấp ngựa thua về kêu oang oác. Đâm đây chiếu thì mình còn về pháo được đúng không? Đúng không? Mình đánh này là thua rồi anh em. Ăn sĩ tâm là thua rồi. Chiếu mình còn về pháo được. Về pháo, về sĩ còn được. Đúng không anh em? Được, bạn có một đòn nghịch pháo mới anh đại sư mạnh thần Trung Quốc anh ấy sáng chế ra hay lắm. Bạn triệu mấp. Anh đòn nghịch pháo đấy đánh đối công hay lắm. À, mình giật vào đây là xong rồi. Rồi anh em. Đấy, cục này. Cục bay mình này vẫn cố đánh trợ quá anh em. Cục này mình vẫn còn cố đánh. Tiếp tục qua cũng vào anh em. Thế mà xuống. Chín chấm ba thì họ ra sới chơi được rồi. Dũng Phan và 9.3 là gà thì chắc bạn phải thân 1.1 đúng không? Đúng không các bạn đúng không? 9.3 là họ cũng chơi được rồi. Không đến nỗi. Đấy, cứ trên sĩ lên tượng nó chắc chắn này anh em đúng không? Là ngon rồi. Đúng rồi, bạn chưa bắt đăng ký tiếp đi. À, khóa mới hay ghê mà. Trời ơi, học viên cũ 900k. Khóa mới hay ghê mà không 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 đăng ký phí quá. Nhá, bạn chưa bắt nhá. 0935356789. Hoặc là đăng ký qua tôi cũng được, đều được hết. Anh em, đấy là xe cộ ra hết rồi đấy. Chỉnh thể hình cờ tốt rồi anh em thấy không? Bên đối phương yếu tốt 5, yếu tốt đầu không còn gì giữ cả. Bùm bùm. Bùm thì bùm một giữa xuống quá. Không phải hai nữa là một số bạn ấy có thể đang bạn 9.2 bạn ra người ta chấp bạn con mã, thực ra không chấp được bạn con mã đâu, nhưng tâm lý bạn kém quá đâm ra bạn cứ sợ sợ bạn thua như tôi nghĩ thế hả, nhờ tâm lý bạn yếu quá đâm ra bạn ra đánh người ta hát hò người ta đủ các trò về đó, mình cứ tâm lý yếu tim đập chân run mình đi loạn xạ thì mình thua anh em. Tôi nói các bạn nghe như hai người đều đánh cờ ngang nhau mà đều ra sới cờ chơi, một người mà bị tâm lý và một người không bị tâm lý là nó đã vênh nhau 1 tiêm rưỡi đấy nhỉ. Hai người trình độ cờ ngang nhau ấy, ra sới cờ chơi mà người này bị tâm lý người kia không bị tâm lý là nó đã vênh nhau 1 tiêm rưỡi rồi anh em nhớ nhé. Là nó đã vênh nhau 1 tiêm rưỡi rồi. Nó nhiều người người ta đánh hay lắm, nhiều người người ta đánh nói chung trên mạng này nhiều người ta đánh hay anh em đấy. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái pháo đầu cái cửa tướng hôm nay thì các bạn tiến xe lên các bạn đi đi vào cái cửa tướng này các bạn đánh này có được không anh em, đúng không? Đấy, kệ thôi, góc bên này kệ họ sang chả gì, mình vào cái cửa tướng này mình chấn đi, quan trọng nhất là mình chấn được cái cửa tướng này để làm sao để mình hát bài pháo đầu xuất tướng xe đâm trọng ai mà đỡ được tôi xin học đấy, kiểu kiểu kệ thôi. À vào đây họ lên đấu à, anh mình lao ngựa lên mình quánh đã, thì mình lao ngựa lên quánh cho nó nhanh, nó nhanh này đúng không? Trung Quốc ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông và trên lưng cao ngoan nhưng vệt roi vẫn in hẳn bài hát hay quá nhỉ. Vâng, xin chào bạn Trần Duy Ngọc nhá, chúc bạn Trần Duy Ngọc buổi chiều vui vẻ nhá. Ra sới nhiều người người ta kể cả người ta 7 8 chấm nhưng mà người ta ra sới tâm lý người ta vững, người ta có đánh vẫn hay lắm anh ạ. Nick thiên đường kỳ người ta có 7 8 chấm, có 8 chấm ra sới người ta đánh vẫn hay. Bóp đấy luôn được không anh em, ăn đây đi, ăn đây thì không hay lắm, ăn đây pháo ăn sang đúng không? Bóp
Đấy, này là mình ngon hơn rồi đúng không? Cây cối mình trên nằm trên rồi còn gì. Đấy mình thoái một thôi, đúng không? Thoái một hay sút sang bên này cho nó no, hay là thoái một nhỉ? Ừ, thoái một thì anh em nha, đúng không? Ai làm ăn thế, giữ uy lực pháo đầu đúng không? Thàm ăn quá các bạn. Vâng, xin chào bạn Trần Quốc Lộc nhá. Đúng thật đấy, nhiều bạn nói đánh vui rất cao, cứ dao động tí độ cái là chân đập chân run toàn thua. Thật đó, đánh vui rất cao, đánh vui cao cực luôn anh em, cao kinh luôn. Mời anh em bạn bè một trận bia 5-7 triệu không vấn đề gì, ra đánh bàn cờ 20.000 thì run cầm cập như phát sốt phát rét lên anh em, phát sốt phát rét luôn. Các bạn ra sới là cái môi trường đánh cờ hay nhất ấy, tại vì người nó còn người này gà người tới kia gật và nó làm một cái môi trường ồn ào anh em. Mà khi mà nó đã là một cái môi trường ồn ào rồi là mà mình vẫn vững vàng là hay anh em, làm nó hay, là nó hay đấy. Đấy là mình sang nốt có tốt này mình đá đây đúng không, ai làm gì chúng tôi đâu đúng không, mà chúng tôi phải sợ anh em nhỉ, đúng không? Hay là lên đây bắt cho chạy đi. Ừ, chúng tôi không thích anh đứng ở đây. Bắt cái họ là chui về. Chui về mình móc ra đây, mình bắt con ngựa, họ chạy pháo đi. Đã hay chưa nhỉ? Ừ, họ bổ tượng, nước vừa bổ tượng. Họ có nước vừa bổ tượng. Tôi được rồi. Đúng không anh em? Đấy thì nó là như thế. Khi mà chúng ta ra sới cờ chúng ta chơi ấy, các bạn phải có đầy đủ ba yếu tố này các bạn mới chơi cờ được hay. Thứ nhất là sức cờ. Sức cờ đó là chúng ta tập khai trung tạt. Ok chưa? Thứ hai là sức khỏe. Đấy, chúng ta phải khỏe. Tại vì nếu như chúng ta yếu là chúng ta lười nghĩ là chúng ta hay đi lung tung chúng ta thua lắm. Hay đi cây vào mồm lắm. Và thứ ba đó là bản lĩnh thi đấu. Bản lĩnh thi đấu thì nó gọi là tâm lý thi đấu đấy anh em. Nó gọi là tâm lý thi đấu đấy. Anh em nhớ nhé. Đấy thì nó có ba cái đấy anh em cứ dùng thôi đúng không? Đấy rồi mình ăn đây hay nhỉ, có nước cờ này hay ghê nhỉ, nên thắng pháo vào mồm xe đấu hay vụ con sĩ đi nhỉ. Ô mình đi nước cờ này đâm này hay ghê chứ nhỉ, ăn đây họ chém đây có đành nhớ biết làm nào, đấu luôn pháo đầu mình đi là mình giảm mất cái uy lực của mình rồi đấy, vào đấy bắt đi. Nhưng mình hơn tốt vào giật ván đấu à. Đây mình hơn tốt, hơn bốn tốt, hơn cờ tàn. Đấy, anh em nhớ, anh em nhớ nhá, nó phải có đủ đầy đủ ba yếu tố đấy chứ không là nguy hiểm lắm. Run run van run là cũng nguy hiểm lắm. Cờ có cao mà van run là chết đúng không? Đấy. Là nguy hiểm lắm. Mình không đi được những nước cờ nó cao như mình nghĩ. Thế nó gọi là van run anh em ạ, nó gọi là van run. Hay bây giờ mình cứ lên con sĩ cho nó chắc là đúng không? Tội gì đúng không? Họ làm gì có cái điểm gì đánh mình đâu đúng không? Nó căn căn cây cho nó tốt. Đấy này cờ mưu của tàn rồi, đánh khéo là thắng cờ tàn rồi. Thừa thời gian cứ đi con tốt 9. Anh em nhớ nhé, đấy, không vội. Đấy nhá, anh em cứ đi con tốt 9 này là họ chán là phải thua. Họ mà thúc con tốt xuống đây mình xã u mình để mình lên tốt 5 thì nguy hiểm quá nhỉ. Lên tốt 5 họ thúc cái nữa. Thúc cái nữa mình vụt vụt sang rồi ăn về không được, không chơi dại nước cờ này không chơi dại được. Vòng ngựa về được không, vòng ngựa về hay hơn đúng không, vòng ngựa về hay hơn đúng không, hồi mã kim cương. À khóa học mới sẽ là năm đường đao mới bạn Nguyễn Hoàng Tuấn nhé. Đường đao thứ nhất đó là phi đao phá đồ mã đội song hoành tra. Đường đao thứ hai đó là phi đao phi tượng. Đường đao thứ ba đó là phi đao nghịch pháo phá trung pháo M13. Đường đao thứ tư đó là trung pháo phá tiên nhân chỉ độ. Và đường đao thứ năm đó là phạt cung mã chính quy. Bạn Nguyễn Hoàng Tuấn nhá. Bạn nào muốn tập cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935 356789 anh em nhá.
đấy thì bạn đánh cũng chín tức là nói đại khái 9-1 là ra là sới là cũng gọi là tạm tạm chơi được, còn nếu muốn lên đỉnh thì cũng không nói, nhưng mà đại khái là chơi được rồi. Chứ như như bạn vừa rồi nói 9.2 ra sới mà vẫn bị là gà thì thôi 9.3 ra sới mà vẫn là gà thì tôi làm gì có sới nào cao đến mức độ như thế, đúng không anh em? Thế à? Ô, thế thì tốt quá, thế thì bạn phải 9.2, 10 ván mà thắng 9 là các bạn phải cuối 9.2. Cuối 9.2, đầu 9.3 thì các bạn mới đánh mấy ông 9.1 là 10 ván thắng 9 được. Ấn 1 thì ném sang được không nhỉ? Ấn 1 mình rẽ tốt ra. Hay là về đây? Ăn về đây bình vào nhà vòng về đây có ngựa phải xấu 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 choai quá nhỉ, rẽ tốt ra hay hơn đúng không, rẽ tốt ra tấn xuống tấn công ngựa hợp lý hơn đúng không, hợp lý hơn anh đấy, như này chốc là đầu hàng ngay, cây cối là xấu lắm, cây cối là xấu lắm. Thực ra tôi nói các bạn nghe nhé, các bạn ra sới các bạn chơi mà người ta gà không sợ đâu. Tại vì tôi nói cho các bạn nghe, ta gà nó bị loãng cờ ấy. Nó không được được chuẩn chuẩn cờ đâu. Nó bị loãng cờ đấy. Thế bây giờ mình dỗi dãi mình cứ đi cái con tốt này được không nhỉ? Sang con tốt này bỏ bánh, bây giờ mình thúc đẩy họ lại nhảy lên biên. Đúng không? À, dỗi dãi mình cứ đi con tốt này này, là họ chán. Không vội anh em nhé. Đánh như đánh cái hình cờ này mình khóa cây mình không vội. Không vội anh em. Xuống đây thì xem nó ăn sĩ lên hay là ăn pháo sang, ăn sĩ lên thì họ cũng vật pháo xuống đúng không anh em, họ vật pháo xuống thì mình chạy pháo đi, mình nâng pháo lên bắt ngựa cao này đúng không, ăn sĩ lên hợp lý hơn đấy, vì họ vật pháo xuống mình nâng nâng pháo lên bắt ngựa cao này. Ngựa mà chạy là mã mình ăn pháo đấy anh em đâu, họ đánh một chốc là mắc kết cây của mình luôn, cây họ mắc nhau là họ cứ dẫm đạp lên nhau họ thua đấy anh em, họ cứ dẫm đạp lên nhau họ thua. Giống như một ông thì chắc chắn lắm nhưng mà ông kia cờ yếu hơn cứ lăn xả lên hoành anh em đúng không, cái ông cờ chắc thì chưa chưa thèm đánh nhưng cái ông cờ 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 yếu hơn cứ lăn xả lên đấm người, thế là chốc một lăn quay rồi. Đấy, mình ăn không con ngựa rồi, đúng không? Anh em, chết ngựa sao đỡ được, đâm chiếu bắt xe này. Đấy, không để ý còn đâm chiếu bắt xe này. Đấy, bắt đây thì mình về ngựa đấy. Có được không? Về ngựa hay là mình cho ở đây bắt ngựa lại. Bắt ngựa lại hay hơn đúng không? Chọn phương án bắt lại. Khi đối phương bắt cây của chúng ta thì chúng ta tập cái nước cờ thứ tư, đó là tấn công lại các con khác có giá trị tương đương. Anh em. Đấy nhá, anh em nhá, đúng không? Khi khi đối phương bắt cây của chúng ta thì chúng ta có 5 cách để chống lại. Thứ nhất đó là chạy cây đó. Đấy. Thứ hai đó là giữ con đó. Thứ ba đó là ngăn cản hướng tấn công. Thứ tư đó là tấn công lại các con khác có giá trị tương đương. Và thứ năm đó là nếu có đường đánh nguy hiểm thì bỏ. Thì trường hợp này là chúng ta tấn công lại các con khác có giá trị tương đương. Đấy, nó chán nó vứt thôi. Có thế thôi và anh em, xuống qua anh em. Đúng không anh em? Chúng tôi lại quá cũng vào thế mới điệu. Đấy, hôm chuyên vừa đánh vừa đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn thấy cái khổ là cái người vừa đánh vừa chém đấy cũng nổi đúng không? Làm sao tập trung mà đánh nổi đúng không? Đấy đúng không? Làm sao mà tập trung mà đánh nổi?
Đó, chúng ta cứ chắc chắc cái này chúng ta đánh như là chốc là nằm nữa cái gì đâu. À, cái quả cung pháo này nó có hay được cờ, nó cực chắc anh em. Khó thua lắm, chắc chắn lắm anh em. À, cái chắc chắc cái này chốc là bây giờ chúng ta cứ rỉa cái túp biên này ra, xong chúng ta sang cái túp biên chúng ta đánh là người ta không có đấm đá gì mình cả, là chốc người ta tự tự buông thôi. Đấy anh em, cho nên là các bạn, cho nên là những cái thua đó là những cái rất hết sức bình thường anh em nhé, là những cái hết sức bình thường. Đấy, cứ rỉa xuống thôi đúng không, cá rỉa thôi chứ còn gì nữa. Ăn đây đi nhỉ, ăn đây có được, ăn đây, ăn đây. Hay là mình ra đây, ra đây thì họ phải chạy pháo chứ đúng không? Lên đây, lên đây mình ấn con này lên đây thì chết đúng không? Cái mình thọc đây thôi là không xong rồi, là ngon rồi đúng không? Hay thọc hẳn xuống như là nó nhanh đúng không? Ăn luôn nó nhanh. Đấy, này là hình cơm ngon này, mình ăn có tất biên mình cứ quấy thôi đúng không? Mình tốt biên mình cứ quấy đây nha, ném đây bắt chạy vào à? Hay chọc đây bắt bắt mã, họ quật qua mình ăn đi, ăn này mình chém con này hay thúc con này, thúc con này. Super! Chúng tôi đánh cờ cực kỳ khoa học anh em. Đấy các bạn nhớ, cứ chắc chắc vào quánh nhưng bắt đầu cứ rỉa một hai con tốt trong bắt đầu sang quánh được, khỏe lắm các bác ạ, khỏe ghê lắm đấy, có thể ném đi bắt xe này, xong rồi xuống tốt bắt ngựa này, rất nhiều đường quánh. Vâng, xin chào anh Bảo Trân nhá. Có bài thơ Thương Ông Thầy nghe bao giờ chưa? Chưa, anh Bảo Trân ạ. À. Đấy, họ tiến đây có làm gì mình đâu, bây giờ mình ném đây bắt được không? Ném đây bắt vào à? Hay là chọc xuống đây? Chọc xuống đây kiếm một con ngựa ngay đúng không? Xuống thì cái mặt một người này đánh đôi bên cùng nhau bắn, anh bắn em đau em khóc ầm cả lên, ai hát hay quá anh em. Đấy, thế mình xin được không, xin con này một cái này, họ ăn lên đây, ăn lên mình vào đây mình bắt pháo bắt xe thế là xong rồi đúng không? Chim vành quyên đi đâu bất một em, ai hắc hay quá anh em. Đó anh em thấy không? Xong rồi mấy búa cái là đối phương ra đồng ngay, thế mới đều mấy búa cái đối phương ra đồng ngay đấy anh em. Đấy bây giờ chúng tôi còn ngoài nước ăn pháo, chúng tôi còn ăn sĩ này, chúng tôi còn ăn sĩ này anh em này, mười anh sáng lớp bông em này, chúng tôi không ăn pháo đâu, chúng tôi ăn sĩ cơ, chúng toàn chi cơ. À, chúng tôi có trúng pháo phá tiên nhân đấy, chúng tôi có trúng pháo phá tiên nhân đấy, chúng tôi có trúng pháo phá tiên nhân. Anh này dám đánh tiên nhân với chúng tôi, anh này lại chết rồi. Là một người nữa giống như anh đấy, các bạn cứ gác bàn hà, các bạn đá là tê anh em ạ, là tê anh em ạ. Đấy, các bạn lên mã, bạn vào pháo, bạn ra nhanh con xe này anh em nhé, các bạn ra nhanh con xe này cho tôi. Ô, anh này anh rồng được được được
vào trống thì sao mà anh bó cả vào trống thì ghê không? Bó cả vào trống thì sợ quá. Anh cờ sợ quá, gặp mấy anh mua bằng thì sợ quá anh em ạ. À chưa, anh thấy trang chưa? Ván này ván nữa, anh thấy trang nhá. Ván này ván nữa rồi. Chơi được ván này ván nữa, hôm nay con nó học ngoại khóa mà. 5 giờ, gần 5 giờ mới đón. Cứ hàng tốt mà quản, đúng không? Vật pháo lên dọa pháo lồng. Nhiều đòn đánh ghê luôn anh. Đấy này là xong rồi chứ. Chém tạt cho này bắt ngựa cũng biết đi đâu rồi người. Các anh mà không chạy khéo là chúng tôi chiếu giúp bắt xe đấy, chúng tôi đang dọa chiếu bắt xe đấy anh em nhá, chúng tôi đang dọa đâm đưa pháo vào chiếu bắt xe đấy, anh đừng đùa đấy. Bây giờ chúng tôi vụt pháo lên chúng tôi đánh thôi đúng không, hay chiếu chiếu họ ra. Hay chém đi bắt ngựa cho về đúng không? Ngọt hơn nước ốc anh em. Đá tê quá anh em. Đá mình luôn. Sợ quá anh tin nhân chỉ độ này sợ quá anh em. Đấy, mình lại đóng con nữa, con pháo nữa vào vào đầu đúng không? Đúng không? Đang dọa chiếu bắt xe. Hay là chiếu cho xuống đi, chiếu xuống mình vật lên đây là xong luôn. Kiêu mời anh sang lớp bóng nè. Đúng không anh em? Vâng, xin phép các bạn đánh đâu vào này các bạn nhá. Rồi chúng tôi có bình phong mã lương đầu xà đánh hay lắm anh em ạ. À. Đấy, bình phong mã lương xà mở mở hai con top 3 top 7 anh em. Để vào thì chúng tôi lên ngựa thôi, tưởng gì. Thúc chúng tôi thuộc về đây hay là lên sĩ nhỉ? Lên sĩ đã đúng không? Ăn lên luôn, ăn lên luôn, lên tượng các bạn, đây nó có cái đòn mã tập thú độc lên tượng bỏ, bỏ ngay bỏ ngay, đấy các bạn đâu mã tập thú độc, bỏ ngay bỏ ngựa ngay, chúng tôi đập pháo rác nè, chúng tôi đập pháo rác nè, đấy chúng tôi lao ngựa lên bắt mã lại này, đấy anh em thấy không? Chim gặp bác chào Mao chào bác, chim gặp cô Sơn ca chào cô, ai hát hay quá nhỉ, mình ăn ra đây mình có nước đâm đâm rác đúng không anh em nhỉ, đúng không, ăn ra đây mình có nước đâm rác đúng không, đấy, mình ra đây mình bắt này, chẳng nhẽ là vào tượng đúng không, chẳng nhẽ là canh vào tượng thật nhỉ, ghê nhỉ. Cái này còn gì mà chơi nữa nhỉ? Con xe phóng mã còn chưa xuất xuất chuồng. Xe bao mã còn chưa xuất chuồng còn gì mà chơi đấy nhé. Chấn không cho ra. Bắt ngựa luôn. Mặc dù hơn đối tượng nhưng mà mình cái vị trí mình đẹp hơn anh em, cái vị trí mình đẹp hơn anh em nhé. Cái này con tốt bị sang một quánh này sao, ôi chọc đây bắn bắt bắt chết cây luôn, không chọc đi hơi vội anh em. Chọc đây bắt chết cây không chọc.
nên nên giữ tốt thôi, không cho ăn nữa. Chọc bới bắt chết cây luôn anh em, bị hơi vội. Nên hình này cũng lép rồi, hình này nó lép nặng, đỡ lép nặng lắm anh em. Chim gặp bác chào bao, chào bác. Chim gặp cô Sơn ca, chào cô. Ai hát hay quá nhỉ. À thầy vào vào ông độ hơn à. Ôi này ốm đau nhiều nó gầy. Biết làm nào đúng không? Ốm đau nhiều nó gầy. Đây 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 để chạy vòng nước mình sang bên này giữ đúng không? Ăn hết tốt sao nữa được anh em, không cho đúng không cho thoát. Đấy này nó chờ giờ còn đánh cái gì, cây ngủ hết ở nhà đánh chi. Anh em đúng không? Ngủ hết ở nhà đánh gì, bắt thì chúng tôi vào bắt ai, chúng tôi dạy gì mà chúng tôi để cho các anh làm mưa làm gió đúng không? Sạc đốt của tốt này nữa là uy tín tuyệt vời. Hay là ăn sang bên này. Ghê nhỉ. Có cái nước cờ này nữa. Xuất tướng ra trước thì cũng tránh như cục bí. Rồi cứ nằm đây thôi. Đúng không? Cứ nằm đó thôi. Đúng không? Vào đi giữ. Chúng tôi quản lý hết gia đình luôn mà tiền mình. Chúng tôi quản lý hết gia đình đấy, nước sau chúng tôi vả sang bên này cái là ông biểu ngựa chạy đi đâu rồi luôn. Ngựa chạy đi đâu. Năm tốt luôn, còn nguyên năm tốt. Sợ quá anh em. Đá thế này thì chết. Đúng không? Sang nước có tốt này. Xong vào đây kết bè. Vào đây kết bè kết đảng. Một phút quảng cáo, Học viện Thăng Long Kỳ Đạo cuối tháng 3 này tổ chức khai giảng một khóa học mới. Nếu các bạn tham gia thì sẽ có những cái quyền lợi như sau. Thứ nhất, các bạn được tặng Nick Thiên Thiên Tự Kỳ miễn phí. Thứ hai, các bạn được tặng quyển sách Cẩm Nang Khai Trung Tàn do Thăng Long Kỳ Đạo sản xuất. Thứ ba, các bạn được vào trang web hopco.vn để xem 500 clip và 8 chuyên đề rất hay. Thứ tư là các bạn được vào hai khóa học trước để xem các bài giảng của các thầy. Và thứ năm là các bạn học được 5 đường đào mới anh em nhé. Bạn nào mà học cờ nhanh tay đăng ký Zalo 0935356789 anh em nhá. Đấy này nhìn thấy đủ chán chưa con gì. Làm gì còn có cái cửa gì ngoài cửa sổ anh em. Làm gì có cửa gì ngoài cửa sổ đâu anh em ơi. Lại sang đây bắt phong phào. Làm gì có cái cửa gì ngoài cửa sổ đâu. Lại đè vào. Đấy rồi mình sang bên này mình đục rút có tốt nữa sao, cho nó nhanh nhanh. Cho nó nhiều tốt. Không được. Thôi oánh nhá. Giỡn nhiều quá thì oánh đi. Anh em oánh đi cho nó nhanh. Xuống tốt phá làng phá xóm. Anh em. À bạn đăng ký tại tỉnh Thanh Anh. Bạn Nhật Thành Music. Bạn nhờ bạn quen bạn nào ở những cái nhóm nào bạn đăng ký đi ké là người ta cho đi đấy, hoặc là câu lạc bộ trực thuộc liên đoàn anh em nhé, câu lạc bộ trực thuộc liên đoàn.
kệ thôi. Một con xe có làm nên điều gì đúng không? Không làm nên điều gì. Đo tướng được không? Đo tướng có đóng phó vào đầu à? Tê nhỉ? Xuống tốt thôi, chiếu thì thượng. Xuống hết tốt thì phải ra. Đấy nhá, bạn Tài nhá, nhiều người đi đi ké thôi, có gì đâu. Bắt chứ để ai để cho các anh làm mưa làm gió được. Ra chiếu không vào nhỉ? À có được chiếu ở xuống. Mình sang này mình túng quân tượng là thua rồi. Đánh gì nhiều quá. Sang này túng quân tượng là thua rồi. Xúc vào. Tôi cờ cực kỳ khoa học. Thì ăn thì chọc đầu cả mắt anh em. Cái cờ này càng 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 cởi quần áo ra càng mát đấy em. Cờ này thì họ chỉ chờ giờ thôi, ngắn nút con tượng là con mã này lọc ra là thua rồi. Cái kệ tôi đã bảo chúng tôi bỏ hết rồi, nói anh không nghe. Hay đánh xe tốt cho nó hay anh em nhỉ. Chém đây chứa một cái này. Họ ăn ra. Ăn ra mình xuống đây bắt cục. Chiếu đây một cái họ thượng lên. Chém đây. Được không? Hay xuống tốt. Xuống tốt rồi nhỉ. Chấp tốt bạn, tốt chứ. Chấp tốt rồi nhỉ. Chấp tốt. Chém đây một cái từ ngân ra mình chém đây bắt hết và vỗ chiếu mình xuất vào mình đóng vào đây thua anh em đúng không? À họ còn pháo họ đỡ được thật chết khủng. Chém đây họ giật pháo về hay chém xe vào mình đánh xe hai tốt được không? Được không? Có thắng không nhỉ? Thử nhá. Xe hai tốt. Chém vào đây mình đánh nhá. Đánh hai tốt. Chém đây giật phố về. Thử xem nào anh em.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Tuấn nhá. Cười một cười quá anh em. Khó thắng phết đấy anh em, đúng không? Khó thắng phết, dễ hòa quá. Pháo thì chắc thắng rồi đúng không? Nhưng mà pháo thì chắc thắng rồi, nhưng mà đây. Tốt, chúng tôi xuống nhanh lắm anh em. À, vào đây bắt à? Thượng tướng lên. Vào đây bắt thì mình lại ra thôi, đâu làm gì mình đâu đúng không? Có đỡ đâu anh em? Có đỡ đâu? À, đánh này để mình đánh cờ tàn. Chủ yếu là tập cờ tàn thôi. Chứ đánh cái cờ đấy đánh gì chả thắng. Tập cờ tàn tí anh em. Cờ này trông như thua đấy, đỡ đâu được anh em. Đây xuống cái tốt này là thua đấy. Xuống cái tốt này xong rồi chiếu tướng đây xuống cái nữa là sao đỡ được nhỉ? Lấy gì đỡ đâu. Đấy trông như một pháo tốt không đỡ được hai tốt đâu anh em. Đấy cứ xuống rồi. Xuống rồi đi đâu. Lấy gì đỡ nhỉ? Kỳ lạ đấy nhỉ. À, họ giật về hàng này. Họ giật về hàng này đỡ được không? Chim gặp bác chào bào chào bác. Chim gặp cô Sơn ca chào cô. Bây giờ mình chiếu đây một cái chọn xuống, mình xuống tốt đây là xong rồi còn gì nữa luôn. Anh em. À. Chiếu đây cái họ xuống, mình xuống tốt đây. Thì họ ra đây à? À, tôi thử nhá, thử nhá anh em nhá. Cờ buồn cười quá. Cờ buồn cười quá anh em. Đấy, mới chiếu đây là xong rồi đi. Bỏ đỡ lắm. Ra tốt đây sao đỡ được. Anh em. Đây. Vâng, như vậy là buổi live stream kết thúc tại đây. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em bạn bè gần xa đã ủng hộ Bình Luận Viên Cà Phê và đã có lời khen ngợi. Và tôi mong rằng những cái chia sẻ của tôi sẽ giúp đỡ anh em kỳ nghệ thăng tiến anh em nhá. Bye bye.